Thiện thì được sanh vào thiện giới, ác thì rơi vào cõi ác hung. Nghiệp lôi đúng chỗ vô cùng, dù là nghiệp đã gieo trăm ngày xưa. Tính nhân quả khá chừa ác nghiệp, biết thiên cơ hãy dẹp lòng tàn. Đừng rằng ai chẳng hiểu ra, riêng mình biết cũng đủ xa lưới rồi. Việc thiền có thể người sống được, lựa làm chi những việc hung tàn. Hung tàn chỉ một thời gian, mối lo suốt kiếp dây oan muôn đời. Lương tâm của mỗi người đều có, nếu người làm mất nó đi rồi. Như cây đã mục gốc chồi, lúc nào cũng héo không hồi nào tươi. Đường tội phước nếu người biết nghĩ, việc giữ lành để ý phân ra. Không làm trái đạo người ta, dù cho việc ấy lợi là bao nhiêu. Tạo nhân tốt sẽ chịu quả tốt, và cũng không căng rứt lương tâm. Bạc muôn người có thể cầm, nhưng điều cao quý ấy làm sao mua. Đời sống khổ nên đua dạy khổ, tạo thêm chi những chỗ đau sầu. Biết rằng đời tạm không lâu, gây vui chớ có gây sầu cho ai. Nay người khổ ngày mai mình khổ, khổ xoay dần là chỗ thế gian. Hai người chớ tưởng mình an, mà là hai kẻ tức mang hại mình. Người là giống hữu tình biết sống, thấy khổ người biết động tấm lòng. Tấm lòng ấy có ai không, nhưng vì ích kỷ đành chốn trong người. Ai ai cũng nên hồi tỉnh lại, lấy tâm người đối đãi với nhau. Giá con người sẽ tăng cao, đời con người sẽ khổ đau bớt dần. Tánh tốt ấy người cần nên có nó là có ngõ giải oan. Nó là hạnh phúc trần gian, nó là một bước vào hang từ bi. Sự sống chẳng thiếu gì cách sống, mà sống sao không hư hỏng con người. Sống không phải để hộ ngươi, ấy là sống biết chọn nơi tốt lành. Tốt lành sẽ giúp mình vinh hạnh, đời sống vui đạo tánh thêm vui. Không làm nặng kiếp hiệp thời, cũng không để ác nghiệp đời mai sau. Liên qua muôn đến nào phải khó, tâm tốt lành là ngõ đưa sang. Thế gian mà chẳng ác gian, không nay thì mốt mây hoàng Phật tiên. Đây còn nhớ lời khuyên buổi nọ của một người trên lộ mộng trung.
Nói qua thấy sự sau cùng, mà đây nhân tiện hỏi đường thông liên đài. Người rằng nói chỗ ai cũng rõ, đi liên đài do lỗ từ tâm. Từ tâm càng rộng càng thâm, liên đài càng dễ khiến tầm tới mau. Nếu như có người nào hỏi tới, đem lời này chỉ lối họ đi. Đi mau chớ ngại ngần gì, đường nay xưa các từ bi đã dùng. Xưa dùng lộ ấy thông Phật quốc, nay mượn đường đó trực liên quan. Đường gần hoặc giả đường xa, do từ tâm của người ta ít nhiều. Từ tâm ít đường đèo ai chậm, từ tâm nhiều lỗ thắng bằng mau. Liên đài tới trước tới sau, tại lòng người muốn chứ nào tại ai. Muốn đi phải đi ngay kẻo trễ, dịp lành qua không dễ kiếm ra. Được đi đến chúng liên quan, ấy do tâm của người ta tốt lành. Tốt lành nếu tâm mình có được, sẽ khiến cho huệ phước sanh ra. Giải xong kiếp khổ người ta, do lòng lành tốt ấy mà tiến lên. Nhà muốn cất phải nền mong trước, người muốn tu phải tốt lành tâm. Tốt lành tâm chẳng chịu cầm, mà như nhà muốn cất mầm mầm mong không. Thích ca cũng do lòng lành có, mới động tâm trước khổ của người. Muốn người hết khổ được vui, nên hy sinh cả cuộc đời lo tu. Lòng lành có đạo màu sẽ có, có lòng lành tuy khó ráng cao. Lành tâm lành sự càng cao, tình người với Phật càng mau nối liền. Tâm lành ấy nên khuyên nhau tạo, đời được vui và đạo được siêu. Pháp tu thì rất có nhiều, nhưng môn nào cũng chỉ điều thiện tâm. Có tâm thiện mới làm việc thiện, có lòng lành mới khiến tướng lành. Có nhân thiện niệm thiện hành, tất nhiên có quả tốt lành mai sau. Nói việc thiện người nào cũng biết, nhưng mấy ai làm việc thiện đâu. Thường ngày việc ác cứ bâu, thế nên kết quả thắm sâu nhiều hơn. Quả tốt xấu do nhân thiện ác, giống dữ không thể gặt quả lành. Ác mà muốn được phước sanh, khác nào nấu cát mong thành được cơm. Muốn làm Phật chớ ôm tánh ác, tánh ác còn các nguy nan. Sống trong cảnh sống bất an, chết trong cảnh chết kinh hoàng sợ lo. Khởi tâm thiện để cho đời thiền, các nghiệp quả cũng khiến tiêu tan.
đời không thêm những báu oan, kiếp đài cũng chẳng còn mang sau này. Nỡ đời nếu chẳng dai chẳng trả, giống ác không thì quả ác không. Mỗi người phải biết rằng lòng sống, đừng gây tội ở trong cuộc đời. Sống thiện ấy là người biết sống, sống nay còn hy vọng ngày mới. Sống cho mình, sống cho đời, đó là sống biết thức thời thức tâm. Sống trong lẽ, sống làm nhân chánh, tuy là người mà thanh trong người. Hay là mầm mống an vui, cũng là nguồn cội giúp người siêu sanh. Đạo muốn được đắc thành do đó, đời muốn siêu nhờ ngõ ấy ra. Ráng kêu gọi khắp người ta, sống nhân chánh mới liên qua tên đầy. Người nói dứt giấc mê liền tình, những lời lành còn dính bên tai. Thấy rằng ấy mối liền đài, nếu ai biết năm có ngày được lên. Kẻ hành đạo muốn nên đạo quả, lấy đó trao sửa giả thường ngày. Đường tu tất chẳng lạc sai, Tây phương cực lạc có ngày tới nơi. Thật tu ráng chịu mới hành thiện, thiện càng nhiều đạo tiến càng mau. Thiện không phân biệt người nào, mà người nào cũng thiện giáo tận tình. Thiện không những cho mình được có, còn thiện cho người nọ người kia. Thiện từ vui khổ sớt chia, đến an nguy cũng chẳng lìa bỏ nhau. Mọi người biết đề cao việc thiện, xã hội đời tai biến không sanh. Người nào cũng sống sạch thanh, xứ nào cũng ở hiện lành tốt tươi. Việc thiện chẳng làm người ngu dốt, thiện giúp người sản xuất mở mang. Người hòa và nước được an là do thượng hạ biết toán điều lành. Thiện chẳng phải riêng dành nhà đạo, mà thiện ai muốn tạo cũng nên. Liên hoa có thiện được lên, dù người ấy chẳng mang tên đạo gì. Mang tên đạo mà đi làm dữ, thua người lành chẳng ở phải chi. Phật thành do tánh từ bi, Phật không thành ở quy y bề ngoài. Nên hành thiện dù ai cũng được, thật thiện tâm chớ chuốc ngoài môi. Tâm lòng thiện ấy có rồi, thì là sẽ có chỗ ngồi liên quan. Ráng ở thiện dù là nghèo khó, nên làm lành dù có nguy nan. Nghèo hèn hay kẻ giàu sang, lành như nhau cả xóm làng đều vui. Tánh hung ác trong người chưa hết, thì tai ương mọi việc chưa thôi. Mỗi người nên để ý
coi đời sanh lắm quả, do người bất lương nhiều kẻ ác khó lường cho thâu. Sống như là bèo gấu rừng quang, biết mình chẳng biết thế gian gây ra đau khổ muôn ngàn người ta. Sống như vậy chỉ là một thở rồi tiêu mà chớ có lâu đâu, để cho kẻ oán người sầu trả nay không hết con hầu trả mai. Sống thế ấy là đại đọa kiếp, chỉ gây thêm ác nghiệp đời mình. Mưu sinh lại quỷ kiếp sinh, đời nay lắm kẻ sống tình trạng này. Lôi sông ấy là đi địa ngục, hoài đầu máu khỏi lúc xa chân. Sống không riêng cái hiện thân, mà còn phải sống cho phần đời sau. Muôn sống ở đời nào cũng tốt, xét kỹ ra có một con đường, ấy là cách sống thiện lương. Dù người sống ở trong trường hợp nào, nếu biết kiếp như bào như ảnh, đừng sống theo ác tâm ác nhân, nên dình cách sống chánh chân cho đời sống được có duyên Phật đài. Ở cõi tạm nên khai cõi Phật, trong giấc phàm khá thức tánh phàm. Sống điều tội lỗi đừng ham, xác trần chớ để hồn giam trong trần. Sống làm chủ cái thân đòi hỏi, đừng sống làm toái mọi cho thân. Sống cho tánh Phật được gần, chớ theo lối sống xa lần Phật tiên. Làm người rất có duyên với Phật, người dễ tu hơn hết các loài. Vì nhiều dục vọng đeo đai, sống cho đến chết ít nay tu hành. Chết rồi muốn được sanh người lại, ấy khó khăn đâu phải dễ dàng. Cho nên lúc sống hiện đang ráng tìm đạo pháp giải oan sau này. Người cần tỉnh ngộ ngay lúc sống, người cần nên định chốn vãng sanh. Thành tiên thành Phật đáng thành, thành ma thành quỷ biết đành bỏ đi. Người bị đọa từ khi vô thì, trôi nổi luôn trong bể hầm trần. Giờ đây nếu chẳng quay chân, thì còn chịu kiếp làm phân muôn loài. Kiếp xưa mất kiếp nay cũng mất, phi kiếp luôn giữa cuộc tạm đời. Nhưng đâu mây kiếp làm người, kiếp người là phước nên hồi tâm đi. Muôn kiếp khó một kỳ gặp Phật, ngàn đời đâu mấy lúc nghe kinh. Nghe kinh gặp Phật không tin, biết bao giờ hết linh đinh trong trần. Một đời giác muôn thân thoát khổ, nhất kiếp mê vạn thuở đeo sầu. Mê không riêng đọa mình đâu, mà còn gây tội người bao quanh mình. Này đã bao kiếp sống tình cảnh ấy,
kiếp này nên hối cải cuộc đời, cho mình biển khổ khỏi rơi, cho người cũng khỏi hãm nơi thanh sầu. Tu sớm được nghiệp mau tan được, trông tới nơi nhờ bước đi nhanh. Mỗi ngày mỗi hẹp đường xanh, người mau tìm lối tu hành cho siêu. Đây còn nhớ lời kêu của Phật, trên đường đi trong giấc mộng vàng. Phật rằng kiếp sống thế gian như là khối tuyết dưới làn thái dương. Ra làm việc tuyết đương chịu lấy, chết là điều người phải đeo đây. Vô thượng là kiếp trần ai, người mau tu để liên đài được lên. Chư Phật lúc chưa lên ngôi Phật, cũng say mê vật chất như đời. Nhưng nhờ quán chiếu tột nơi, bao nhiêu ô nhiễm ở trong người đều tan. Giác ngộ được vào hàng Phật được, mê si còn thì kiếp phàm còn. Kiếp phàm sống khổ sống mòn, vào hàng chữ Phật được tồn tại luôn. Đời nhiệm qua khó buồn nhất khắc, nhưng cố mày thì sắc nên kim. Tử thần chẳng để người im, con đường giải thoát phải tìm kiếm mau. Gương đạo ráng chùi lao được vẹn, cõi lành nên dùng quen cho xong. Đạo gương thay chủ nhân âm, cõi lành được trổ trái bóng bồ đề. Nhân ông thấy đường mê khỏi lạc, bồ đề khai bên giác được qua. Bồ đề cũng tự tâm ta, nhân ông cũng tự mình ra ráng tìm. Có Phật Pháp sẵn niệm trong già, mấy quyền gì có khóa nơi lòng. Chưa tìm được đạo chưa thông, khi tìm thấy được đạo không còn mờ. Nên phản chiếu cho cơ đạo ngộ, ráng hồi quan cho lộ tâm khai. Quyết tu sẽ đắc có ngày, đạo thành tựu được nhờ đầy lòng tin. Tin Phật đã tu thành chánh quả, tin mình tu đạo cả sẽ thành. Tin xưa Phật cùng chúng sanh, Phật siêu kiếp được tin mình cùng siêu. Tin càng mạnh càng tiêu khiếp nhược, tin càng sâu càng được vững tâm. Có tin mới có dám làm, mà không tin phàm vẫn còn phàm như xưa. Tin rồi phải sớm trưa thực hiện, nếu tin xuống ý nguyện chẳng thành. Ta bà thế giới chúng sanh, muốn tu chân quả phải tin đầy lòng. Đời sâu đầy như giống như bầu, tu kém tin dễ đạo dễ nghiêng. Có tin mới có nhận kiên, đức tin là bước đầu tiên tu hành. Lòng tin có sự thành sẽ có, tu tin thành dù khó cũng tu. Sâu tin thành mới quá cù, người tin thành mới đạo màu chứng nên.
có tình chắc mới bền chi tiến, không thật tình dễ chuyện thối tâm. Có tình lầm mới sửa lầm, có tình đúng mới lo làm đúng thêm. Tình nhân quả mới kèm ác niệm, tình luân hồi mới kiếm siêu sanh. Tin rằng giảng sự tại mình, muốn về Phật quyết tu hành được ngay. Lòng tin ấy ai ai đang có, nhưng muốn lòng tin đó không lầm. Trước khi tin phải định tâm, xét không tà tịch luân trầm sẽ tin. Tin không xét muôn nghìn lầm lạc, tin biết suy mọi việc chu toàn. Chánh tạ nhiều nẻo thế gian, nếu tình không xét dễ dàng đi sai. Sai một mối muôn ngày khó gỡ, lạc mấy dòng ngàn thuở không về. Chúng sanh mê vẫn còn mê, bởi tình sai lạc trăm bề từ lâu. Tin theo giả tưởng đâu là thật, cứ tin luôn đến mất linh căn. Không tin theo lối siêu thân, lại tin theo lối khiến thân đọa đài. Khách trận vẫn trong ngày thoảng mòn, đời người luôn trong mầm nam khang. Hãy nên tự hỏi lòng ta, khi người hết thở sẽ ra vật gì? Thân rốt cuộc chẳng chi tồn tại, chớ vì thân làm hại cho đời. Biết dùng thân giúp mọi nơi, trong thân già của con người ấy chân. Chân thân có trong thân người già, nghi ở trần nhưng chẳng quá ra trần. Ấy người có ít muôn dân, cũng là người đáng tượng trưng Phật đài. Ước mong kẻ đời nay hôi qua, sống chân nhân trong giả tạm thân. Tự thân tội được hết dần, mà đời trước cũng đổi lần ra thanh. Chẳng gian ác chẳng sai tay hòa, tội lỗi không phạt giả sẽ không. Tin điều báo ứng chí công, ráng đem giống thiện gieo trong đời nay. Kiếp này ráng trần ai dứt khoát, cho ngày kia cởi hạt tiêu dao. Mười phương tự tiện ra vào ta bà khổ, chẳng điều nào trói trăng. Xưa tội mấy ăn năn sẽ hết, nay mê bảo quyết diệt sẽ tiêu. Sớm mà nhưng cái Phật chiều, người thành như vậy có nhiều từ xưa. Tâm không bông sớm trưa dễ biến, chánh tà nên tự chuyển lấy tâm. Để tâm phong túng thì lầm, mà cho tâm định tĩnh là mầm đạo minh. Tin lỗi được khiến mình lỗi được, tin đò đưa mới bước qua sông. Khó thành mà được thành công, ấy là tất cả do lòng tin sâu. Ý lời Phật mặc dầu rất khó, khó nhưng xưa Phật đã làm xong.
nay tin mình có thể tầm tầm đường của Phật thoát dâm tử sanh. Sanh tử khỏi thì thành Phật được, khổ não tan thì bước liên đài. Bao nhiêu khoái lạc ngày mai đều do công đức hiện nay tu hành. Tự người ráng trở thành tiếng Phật, đừng tự người trở rất thú cầm. Kỳ thi của cả muôn năm ráng leo lên chứ để trầm xuống luôn. Giống gặp lúc mưa tuôn gieo trung, lạc có sao theo đúng được ra. Bỏ sao lạc mãi rừng già, bỏ mùa mưa tức giống nhà khô khan. Một niệm Phật muôn ngàn duyên đầu, một điều lành phước bao trăm thiên. Muốn cho chinh phẩm mau lên, ráng thường niệm Phật ráng chuyên điều lành. Niệm Phật có lòng thành Phật đầu, làm lành không dĩ ngã phước tăng. Cho nên có thể nói rằng cũng thời niệm Phật kẻ thắng người trầm. Những lời Phật để tâm xét kỹ, thấy bao nhiêu cũng chỉ vào tâm. Phật tiên tâm cũng là mầm, quỷ ma tâm cũng là làm nguyên nhân. Nóng như lửa khi sân nổ khởi, lạnh như đồng khi nổi ghét chê. Đeo như đĩa lúc ham mê, luồn như răng rít khi để tiện lòng. Mày muôn biên qua ở trong tâm trạng. Tâm người luôn sanh tán loạn hình, nếu hình ấy lộ trên mình chắc ai chẳng dám ngó nhìn đến nay. Tâm cứ loạn mỗi ngày như vậy, nhưng ít ai nhận thấy loạn tâm. Cứ theo tâm loạn mà làm, mà cứ ôm tâm loạn mà cam sống đời. Tâm loạn khiến cho thời thế loạn, loạn tâm không giới hạn người nào. Loạn tâm của kẻ quyền cao, càng gây đau khổ gấp bao người thường. Tâm loạn phải biết đương cử lại, tâm loạn luôn càng hại càng lầm. Mỗi người sớm được bình tâm, cuộc đời sẽ khỏi những mầm tan thương. Tâm loạn chẳng biết đường phải trái, loạn tâm làm cho thấy nghe sai. Lỗi lầm do loạn tâm gây, loạn tâm còn sẽ còn dài lao đao. Tâm người ráng làm sao hết loạn, để biết đường trực giảng Tây Phương. Để cùng sống có tình thương, không gây khổ những người đương sống cùng. Người không được thì chung ý nguyện. Bởi vì chưa hết chuyện loạn tâm lầm chẳng biết lầm. Loạn tâm khiến nói đi làm khác nhau. Khổ não nhất khi sao động tánh tà, mà cho là chánh mới nguy. Ác nhân mà tưởng từ bi, theo tâm loạn ấy mà đi sai đường. Nhớ niệm định tâm vương Bồ Tát, trong những khi loạn lạc tâm mình.
nhớ đem chân ly chứng minh, khiến tâm loạn ấy được bình tĩnh ra. Bình tâm được mới là minh được, được minh tâm tội phước không lầm. Lúc nào cũng có chủ tâm, bao nhiêu ngoại cảnh khó xâm lấn vào. Quanh mình có biết bao sự vật, không bình tâm thiện ác khó phân. Mắt tay mũi lưỡi ý thân, khi tâm loạn chúng cũng lần loạn theo. Lục tặc có dịp theo từ đó, khiến lục căn sao ngõ không thông. Sống trong đời sống loạn lòng thế, cho đến chết cõi hồng khó ra. Người sợ gì trách hà tội ác, vì nhục thân vì các dục tình, tham tài mến sắc háu danh, ấy từ trong loạn tâm sanh cho người. Người bị nó chìm nơi khổ hài, sống chết trong kiếp dài kiếp mê. Mà không biết chan biết gây, bởi tâm loạn đã làm mê con người. Nay gặp lúc thành thời vật chất, dễ loạn tay loạn mắt loạn lòng. Tinh thần đạo pháp nếu không, con người dễ bị cuốn trong màn đời. Nếu muốn khỏi luân hồi thêm nữa, ráng mở thông sau cửa đang che, những điều Phật bảo nên nghe. Tập trung tâm niệm hướng về liên quan, trần lao ráng vượt ra cho khỏi. Dây oan đời mau cởi mở xong, con đường giải thoát một lòng kiếp này, có thể đi thông Phật đài. Tu có Phật chỉ bài không lạc, đi có người dẫn dắt không sai. Muốn tu thì phải tu ngay, đừng chờ đến mốc đến mai không rồi. Sớm tu để khổ đời sớm nhẹ, sớm tu cho nợ thấy mau tiêu. Nhìn đâu tay ắt cũng nhiều, ráng tu để bớt những điều thảm thế. Sớm tu để khổ đời sớm nhẹ, sớm tu cho nợ thế mau tiêu. Nhìn đâu tay ít cũng nhiều, ráng tu để bớt những điều thảm thế. Tu cho kiếp thần về trong sớm, mơ tu cho hùng tinh trốn khỏi làng. Tu cho hết kẻ ác gian, tu cho nước thành nhà an dân lành. Này tu chẳng những được sanh Phật quốc, mà tu còn được phước tài trần. Giữa đời thiên hạ tranh phân, sự tu sẽ khiến tình thân phục hồi. Người tu lỗi qua rồi biết hối, và biết lo tránh tội về sau. Tâm lòng từ thiện biết trao, nên người tu đáng đề cao trong đời. Tu giác ngộ đúng lời Phật thanh, ấm cho đời như ánh thái dương. Sự tu của Phật chủ trương, độ người cùng khắp và thương khắp cùng.
Tu là vốn để dùng giải khổ, giải khổ đời bất cứ chuyện gì. Đường tu người nếu chịu đi, ngày đau khổ sẽ đổi kỳ an vui. Vui nhân hội, vui nơi Phật hội, do đường tu làm mối giao liên. Dịp may của vạn muôn niên, khổ nhiều nhưng có Phật duyên đời này. Nếu muốn có một ngày giải thoát, giờ phút này phải gấp tu hành. Nhất tâm niệm Phật làm lành, mặc dù ai có nói mình dại ngu. Gặp cơ hội đáng tu nếu bỏ, sao muốn tìm lại khó gặp thay. Huống đời khó biết ngày mai, đời khi lâm trần trở tay muộn màng. Việc sanh tử lẻ làng như chớp, cảnh khổ đau đầy nghẹt như nêm. Cuộc đời chẳng lúc nào êm, thấy vậy hả chẳng lo tìm đường tu. Đường tu mới cứu người hết khổ, đường tu là con lộ siêu thắng. Đời như kẻ lạc hang chẳng sự tu, như thể con đàn thoát thân. Khổ thảm bụi hạ quân gấp bội, đời người như bọt nổi đậu gành. Muốn cho kiếp nhẹ hồn thanh, chỉ còn có cách đi tu hành mà thôi. Ráng đổi lại cuộc đời lương thiện, ráng đua nhau làm chuyện nhân từ. Ráng chừa tật sâu thoái hư, ráng trao tánh Phật trong người phàm phu. Nên rộng chi tu cho nhân loại, nên mở tâm bác ái đại đồng. Nên cùng sống có cảm thông, nên cùng sống có nghĩa trong con người. Cùng tạo cảnh an vui đất nước, cùng xây nền hạnh phúc dân sanh. Cùng cho nhau được no lành, cùng tương cứu khỏi cảnh tình khổ nguy. Hãy chỉ bảo nhau khi thất thủ, hãy thứ tha nhau chỗ lỗi lầm. Hãy cùng đối đãi thật tâm, hãy cho nhau có những mầm sống vui. Giúp nhau biết tình hồi trần mong, giúp nhau qua khỏi cổng diêm vương. Giúp nhau về Phật biết đường, giúp nhau nhẹ kiếp vô thường từ đây. Gieo thiện cảm chớ gây ác cảm, gieo vui đừng gieo thảm cho ai. Gieo lòng tương trợ đời này, gieo tình nhau quyết ra ngoài trần gian. Đoàn kết đổi tai nạn ra phước, đoàn kết xoay bạo ngược ra hiền. Kết đoàn đổi loạn ra yên, kết đoàn biến tục thành tiếng cõi đời.
đồng thinh gọi một lời giải khổ, đồng thinh kêu giác ngộ tâm mê. Đồng thinh lương thiện nhất tài, đồng thinh nhau một đời kề Như Lai. Người nào cũng ăn ngay ở thật, và người nào cũng đức cùng nhân. Ai ai cũng chỉ gây thân, không ai gây những oán hận cho ai. Những việc đời nay nên có, đó cũng là sơ bộ đường tu. Những điều ấy khó mặc dù, nhưng lòng người quyết thì đâu khó gì. Sống phải biết nghĩ khi mình chết, chết là điều chung kết đời người. Chết trong cảnh khổ hay vui, đều do thiện ác lúc người bình sanh. Lúc sống nếu biết dành khi chết, khi chết không thôi tiếc cuộc đời. Vì rằng chết để thành thơi, chứ không chết để luân hồi thế gian. Tuy mất xác không tan hồn được, nhờ biết tu trong lúc bình sanh. Bao nhiêu việc phước việc lành, đều là diệu dược phép linh sau này. Sống khổ mấy chớ gây nhân ác, mến đời bao đừng chắc tâm trần. Tâm trần là mối đọa thân, ác nhân là gốc sanh muôn khổ đời. Nhớ Phật đã có lời chỉ dạy, ác nhân khi chết thấy ma kêu. Thiện nhân chết thấy Phật diệu ác, thì đọa kiếp thiện siêu linh hồn. Nghe ma gọi thần hồn phách tan, thấy Phật diệu đường sáng cảnh vui. Ác nhân có quỷ đến lôi, thiện nhân có Phật có trời mời đi. Được tiên Phật mời thì khoái lạc, bị quỷ ma lôi rất khổ đau. Vậy người ở cõi trần lao, chớ nên làm ác hãy mau làm lành. Làm việc thiện và sanh ý thiền, lấy kệ kinh làm kiến xoay tâm. Đừng cho tái phạm lỗi lầm, tất nhiên có Phật đến tầm ngày kia. Khoa không gặp đúng chìa khó mở, tu không hành đúng chỗ khó nên. Điều này ba tâm chớ quên, muốn về Phật phải xây nền từ bi. Từ bi có đường quy Phật có, từ bi không chỗ ngộ Phật không. Muốn lìa khỏi cõi trần hầm, mà lấy từ bi để xoay thông con đường. Muốn thoát kiếp vô thường thông khổ, nên do đường tịnh độ mà đi. Nam mô Đà Phật A Di, bao nhiêu công việc từ bi ráng làm. Ham về Phật chớ ham ở thế, độ mình siêu độ mẹ cha siêu.
tình thương quyến thuộc càng nhiều, càng tu để cứu khỏi điều trầm luân. Đền trung hiếu bằng chân công đức, đáp nghĩa tình bằng sức tu hành. Tu hành công đức viên minh, hiểu trung sẽ vẹn nghĩa tình sẽ xong. Chân công đức tổ tâm cứu được, sức tu hành quyến thuộc độ quan. Muốn lìa cảnh khổ ta bà, phải công đức lớn phải là tu cao. Đức kém độ người đâu nhiều được, đò nhỏ không thể rước đông người. Đừng tu nửa thật nửa chơi, nên tu có chỉ độ đời thật to. Chí Phật chẳng riêng lo một kẻ, chí Phật là cho cả chúng sanh. Muốn tu như Phật đã thành, nên nói chí Phật mà hành không sai. Chí như Phật có ngày thành Phật, chí như phàm đến chết cũng phàm. Chí phàm việc đạo khó khăn, phải như chí Phật mới làm đạo xong. Chí Phật có đạo không thể hoài, chí Phật cao quỷ quay khó ngăn. Đời nay tu niệm khó khăn, không nhiều chí Phật dễ dàng bỏ trôi. Chí Phật ở mỗi người tự phát, Phật không thay phát được cho người. Có tâm muốn giải thoát đời, thì là chí Phật trong người phát ra. Muốn cứu vớt người ta hết khổ, chí Phật kia cũng có thể sanh. Cho nên những kẻ tu hành thường do giải thoát với tình từ bi. Tuy mạt pháp kiềm ngôn được thính, ấy nhờ duyên Phật vinh muôn xưa. Nếu cho là việc tình cờ, không tu thì chẳng bao giờ biết tu. Nãy tu một phước thu gấp mây, và đạo màu cũng thấy màu hơn. Khó tu trong buổi hạ nguyên, mà tu được ấy là chân lòng thành. Tu hành giữa lời danh câu nhữ, tu hành trong thế sự đua bơi. Vẫn tu không lụy theo đời, người tu ấy nhất định ngồi tòa sen. Tu không phải yếu hèn tâm lực, mà người tu mạnh nhất tinh thần. Vừa là tự trị được thân, vừa là thân các trở ngăn bên ngoài. Việc khó bỏ bỏ ngay tức khắc, việc khó làm được mới thôi. Quyết tâm không thể đổi dời, người tu cứng rắn hơn người không tu. Khi người có việc cầu tha thiết, thì tâm lòng cương quyết mạnh lên. Người tu sợ gì tu nên, nhờ lòng tha thiết tiến lên Phật đài. Tha thiết mới miệt mài cố gắng, tha thiết nên cay đắng không nào.
miễn là thỏa giả khát khao, dù hy sanh đến mức nào cũng vui. Lòng tha thiết trong người được vậy, tu thế nào cũng toại ý nguyện. Hỡi người muốn đến Hoa Liên, lòng tha thiết ấy phải liền trong tâm. Nên thường bữa âm thầm tưởng Phật, ráng ngày đêm tu tập tánh lành. Chọn nghề sống thiện sống thanh, chớ nên sống ác sống tánh con người. Các việc phúc lợi đời ráng tạo, những điều không ai thảo chớ làm. Làm người nhân đạo cho kham, tu hay là chẳng phải hàng nhà tu. Sống có nghĩa mặc dù sống khổ, ở có nhân tuy ở loạn thời. Nghĩa nhân chẳng xấu cho đời, nghĩa nhân chỉ tốt cho người mà thôi. Lời nhân nghĩa là lời đáng kính, chuyện nghĩa nhân là chuyện đáng thương. Không ai kinh thư bất lương, không ai thương kẻ trái đường. Nghĩa nhân kha lây nghĩa kết thân xã hội, nên đem nhân sự đôi xóm làng. Có nhân nghĩa có dịu dàng, khô khan nhân nghĩa khô khan người đời. Nhân nghĩa khiến vui tươi cuộc sống, nhân nghĩa làm ấm nóng lòng dân. Nơi nào coi rẻ nghĩa nhân, tức nơi ấy sống khó khăn trăm đường. Nhiều người nghĩa phố phường trật tự, nhiều người nhân thế sự an hòa. Dù người khác nước khác gia, nhưng đều nhân nghĩa vẫn là như nhau. Thiện thì được sanh vào thiện giới, ác thì rơi vào cõi ác hung. Nghiệp lôi đúng chỗ vô cùng, dù là nghiệp đã gieo trăm ngày xưa. Tình nhân quả khá chừa ác nghiệp, biết thiên cơ hãy dẹp lòng tàn. Đừng rằng ai chẳng hiểu ra, riêng mình biết cũng đủ xa lưới rồi. Viết thiền có thể người sống được, lựa làm chi những việc hung tàn. Hung tàn chỉ một thời gian, mối lo suốt kiếp dây oan muôn đời. Lương tâm của mỗi người đều có, nếu người làm mất nó đi rồi. Như cây đã mục gốc chồi, lúc nào cũng hiểu không hồi nào tươi. Đường tội phước nếu người biết nghĩ, việc giữ lành để phân ra. Không làm trái đạo người ta, dù cho việc ấy lợi là bao nhiêu. Tạo nhân tốt sẽ chiêu quả tốt, và cũng không cắn rứt lương tâm. Bạc muôn người có thể cầm, nhưng điều cao quý ấy làm sao mua. Đ
đời sống khổ nên đua dạy khổ, tạo thêm chi những chỗ đau sầu. Biết rằng đời tạm không lâu, gây vui chớ có gây sầu cho ai. Nay người khổ ngày mai mình khổ, khổ xoay dần là chỗ thế gian. Hai người chớ tưởng mình an, mà là hai kẻ tức mang hại mình. Người là giống hữu tình biết sống, thay khổ người biết động tấm lòng. Tấm lòng ấy có ai không, nhưng vì ích kỷ đành chốn trong người. Ai ai cũng nên hồi tỉnh lại, lấy tâm người đối đãi với nhau. Giá con người sẽ tăng cao, đời con người sẽ khổ đau bớt dần. Tánh tốt ấy người cần nên có nó là có ngõ giải oan. Nó là hạnh phúc trần gian, nó là một bước vào hang từ bi. Sự sống chẳng thiếu gì cách sống, mà sống sao không hư hỏng con người. Sống không phải để hộ ngươi, ấy là sống biết chọn nơi tốt lành. Tốt lành sẽ giúp mình vinh hạnh, đời sống vui đạo tánh thêm vui. Không làm nặng kiếp hiệp thời, cũng không để ác nghiệp đời mai sau. Liên qua muôn đến nào phải khó, tâm tốt lành là ngõ đưa sang. Thế gian mà chẳng ác gian, không nay thì mốt mây hoàng Phật tiên. Đây còn nhớ lời khuyên buổi nọ của một người trên lộ mộng trung. Nói qua thấy sự sau cùng, mà đây nhân tiện hỏi đường thông liên đài. Người rằng nói cho ai cũng rõ, đi liên đài do lộ từ tâm. Từ tâm càng rộng càng thâm, liên đài càng dễ khiến tầm tới mau. Nếu như có người nào hỏi tới, đem lời này chỉ lối họ đi. Đi mau chớ ngại ngần gì, đường nay xưa các từ bi đã dùng. Xưa dùng lộ ấy thông Phật quốc, nay mượn đường đó trực liên quan. Đường gần hoặc giả đường xa, do từ tâm của người ta ít nhiều. Từ tâm ít đường đèo ai chậm, từ tâm nhiều lỗ thắng bằng mau. Liên đài tới trước tới sau, tại lòng người muốn chứ nào tại ai. Muốn đi phải đi ngay kẻo trễ, dịp lành qua không dễ kiếm ra. Được đi đến chốn liên quan, ấy do tâm của người ta tốt lành. Tốt lành nếu tâm mình có được, sẽ khiến cho huệ phước sanh ra.
dạy xong kiếp khổ người ta, do lòng lành tốt ấy mà tiến lên. Nhà muốn cất phải nền mong trước, người muốn tu phải tốt lành tâm. Tốt lành tâm chẳng chịu cầm, mà như nhà muốn cất mà mầm mống không. Thích Ca cũng do lòng lành có, mới động tâm trước khổ của người. Muốn người hết khổ được vui, nên hy sinh cả cuộc đời lo tu. Lòng lành có đạo màu sẽ có, có lòng lành tuy khó ráng trao. Lành tâm lành sự càng cao, tình người với Phật càng mau nối liền. Tâm lành này nên khuyên nhau tạo, đời được vui và đạo được siêu. Pháp tu thì rất có nhiều, nhưng môn nào cũng chỉ điều thiện tâm. Có tâm thiện mới làm việc thiện, có lòng lành mới khiến tướng lành. Có nhân thiện niệm thiện hành, tất nhiên có quả tốt lành mai sau. Nói việc thiện người nào cũng biết, nhưng mấy ai làm việc thiện đâu. Thường ngày việc ác cứ bâu, thế nên kết quả thắm sâu nhiều hơn. Quả tốt xấu do nhân thiện ác, giống dữ không thể gặt quả lành. Ác mà muốn được phước sanh, khác nào nấu cát mong thành được cơm. Muốn làm Phật chớ ôm tánh ác, tánh ác còn các nguy nan. Sống trong cảnh sống bất an, chết trong cảnh chết kinh hoàng sợ lo. Khởi tâm thiện để cho đời thiện, các nghiệp quả cũng khiến tiêu tan. Đời không thêm những báo oan, kiếp đài cũng chẳng còn mang sau này. Nở đời nếu chẳng vai chẳng trả, giống ác không thì quả ác không. Mỗi người phải biết rằng lòng sống, đừng gây tội ở trong cuộc đời. Sống thiện ấy là người biết sống, sống nay còn hy vọng ngày mới. Sống cho mình, sống cho đời, đó là sống biết thức thời thức tâm. Sống trong lẽ, sống làm nhân chánh, tuy là người mà thanh trong người. Ấy là mầm mống an vui, cũng là nguồn cội giúp người siêu sanh. Đạo muốn được đắc thành do đó, đời muốn siêu nhờ ngõ ấy ra. Ráng kêu gọi khắp người ta, sống nhân chánh mới liên qua tên đầy. Người nói dứt giấc mê liền tình, những lời lành còn dính bên tai. Thấy rằng ấy mối liền đài, nếu ai biết năm có ngày được lên. Kẻ hành đạo muốn nên đạo quả, lấy đó trao sữa giả thường ngày.
Đường tu tất chẳng lạc sai, Tây phương cực lạc có ngày tới nơi. Thật tu ráng chịu mới hành thiền, thiện càng nhiều đạo tiếng càng mau. Thiện không phân biệt người nào, mà người nào cũng thiện giáo tận tình. Thiện không những cho mình được có, còn thiện cho người nọ người kia. Thiện từ vui khổ sắc chia đến an nguy, cũng chẳng lìa bỏ nhau. Mọi người biết đề cao việc thiện, xã hội đời tai biến không sanh. Người nào cũng sống sạch thanh, xứ nào cũng ở hiền lành tốt tươi. Việc thiện chẳng làm người ngu dốt, thiện giúp người sáng suốt mở mang. Người hòa và nước được an là do thượng hạ biết toán điều lành. Thiện chẳng phải riêng dành nhà đầu, mà thiện ai muốn tạo cũng nên. Liên hoa có thiện được lên, dù người ấy chẳng mang tên đạo gì. Mang tên đạo mà đi làm dữ, thua người lành chẳng ở phải chi. Phật thành do tánh từ bi, Phật không thành ở quy y bề ngoài. Nên hành thiện dù ai cũng được, thật thiện tâm chớ chuốc ngoài môi. Tâm lòng thiện ấy có rồi, thì là sẽ có chỗ ngồi liên quan. Ráng ở thiện dù là nghèo khó, nên làm lành dù có nguy nan. Nghèo hèn hay kẻ giàu sang, lành như nhau cả xóm làng đều vui. Tánh hung ác trong người chưa hết, thì tai ương mọi việc chưa thôi. Mỗi người nên để ý coi, đời sanh lắm quả do người bất lương. Nhiều kẻ ác khó lường cho thâu, sống như là bèo gấu rừng quang. Biết mình chẳng biết thế gian gây ra đau khổ muôn ngàn người ta. Sống như vậy chỉ là một thuở, rồi tiêu ma chớ có lâu đâu. Để cho kẻ oán người sầu, trả nay không hết con hầu trả mai. Sống thế ấy là đại đọa kiếp, mà chỉ gây thêm ác nghiệp đời mình. Mưu sinh lại quỷ kiếp sinh, đời nay lắm kẻ sống tình trạng này. Lối sông ấy là đi địa ngục, hoài đầu máu khỏi lúc xa chân. Sống không riêng cái hiện thân, mà còn phải sống cho phần đời sau. Muốn sống ở đời nào cũng tốt, xét kỹ ra có một con đường, ấy là cách sống thiện lương. Dù người sống ở trong trường hợp nào, nếu biết kiếp như bào như ảnh, đừng sống theo ác tánh ác nhân. Nên gìn cách sống chánh chẳng cho đời sống được có duyên Phật đài.
ở cõi tạm nên khai cõi Phật. Trong giấc phàm khá thức tánh phàm, sống điều tội lỗi đừng ham, xác trần chớ để hồn giam trong trần. Sống làm chủ cái thân đòi hỏi, đừng sống làm toái mọi cho thân. Sống cho tánh Phật được gần, chứ theo lối sống xa lần Phật tiên. Làm người rất có duyên với Phật, người dễ tu hơn hết các loài. Vì nhiều dục vọng đeo đai, sống cho đến chết ít ai tu hành. Chết rồi muốn được sanh người lại, ấy khó khăn đâu phải dễ dàng. Cho nên lúc sống hiện đang ráng tìm đạo pháp giải oan sau này. Người cần tỉnh ngộ ngay lúc sống, người cần nên định chốn vãng sanh. Thành tiên thành Phật đáng thành, thành ma thành quỷ biết đành bỏ đi. Người bị đọa từ khi vô thì, trôi nổi luôn trong bể hồng trần. Giờ đây nếu chẳng quay chân, thì còn chịu kiếp làm phân muôn loài. Kiếp xưa mất, kiếp nay cũng mất, phi kiếp luôn giữa cuộc tạm đời. Nhưng đâu mây kiếp làm người, kiếp người là phước nên hồi tâm đi. Muôn kiếp khó một kỳ gặp Phật, ngàn đời đâu mấy lúc nghe kinh. Nghe kinh gặp Phật không tin, biết bao giờ hết linh đinh trong trần. Một đời giác muôn thân thoát khổ, nhất kiếp mê vạn thuở đeo sầu. Mê không riêng đọa mình đâu, mà còn gây tội người bao quanh mình. Này đã bao kiếp sống tình cảnh ấy, kiếp này nên hối cải cuộc đời. Cho mình biển khổ khỏi rơi, cho người cũng khỏi hãm nơi thanh sầu. Tu sớm được nghiệp mau tan được, trông tới nơi nhờ bước đi nhanh. Mỗi ngày mỗi hẹp đường sanh, người mau tìm lối tu hành cho siêu. Đây còn nhớ lời kêu của Phật, trên đường đi trong giấc mộng vàng. Phật rằng kiếp sống thế gian như là khối tuyết dưới làn thái dương. Ra làm việc tuyết đương chịu lấy, chết là điều người phải đeo đây. Vô thượng là kiếp trần ai, người mau tu để liên đài được lên. Chư Phật lúc chưa lên ngôi Phật, cũng say mê vật chất như đời. Nhưng nhờ quán chiếu tột nơi, bao nhiêu ô nhiễm ở trong người đều tan. Giác ngộ được vào hàng Phật được, mê si còn thì kiếp phàm còn. Kiếp phàm sống khổ sống mòn, vào hàng chữ Phật được tồn tại luôn. Đời nhiệm qua khó buồn nhất khắc, nhưng cố mài thì sắc nên kim.
tự thần chẳng để người im, con đường giải thoát phải tìm kiếm mau. Gương đạo ráng chùi lao được vẹn, cõi lành nên dùng quen cho xong. Đạo gương thay chủ nhân âm, cõi lành được trổ trái bóng bồ đề. Nhân ông thấy đường mê khỏi lạc, bồ đề khai bên giác được qua. Bồ đề cũng tự tâm ta, nhân ông cũng tự mình ra ráng tìm. Kho Phật Pháp sẵn niệm trong dạ, mái quyền vì có khóa nơi lòng. Chưa tìm được đạo chưa thông, khi tìm thấy được đạo không còn mờ, nên phản chiếu cho cơ đạo ngộ. Ráng hồi quang cho lộ tâm khai, quyết tu sẽ đắc có ngày đạo thành tựu được nhờ đầy lòng tin. Tin Phật đã tu thành chánh quả, tin mình tu đạo cả sẽ thành. Tin xưa Phật cùng chúng sanh, Phật siêu kiếp được tin mình cùng siêu. Tin càng mạnh càng tiêu khiếp nhược, tin càng sâu càng được vững tâm. Có tin mới có dám làm, mà không tin phàm vẫn còn phàm như xưa. Tin rồi phải sớm trưa thực hiện, nếu tin xuống ý nguyện chẳng thành. Ta bà thế giới chúng sanh, muốn tu chân quả phải tin đầy lòng. Đời sâu đầy như giống như bầu, tu kém tin dễ đạo dễ nghiêng. Có tin mới có nhận kiên, đức tin là bước đầu tiên tu hành. Lòng tin có sự thành sẽ có, tu tin thành dù khó cũng tu. Sâu tinh thành mới quá cụ, người tinh thành mới đạo màu chứng nên. Có tình chắc mới bền chỉ tiếng, không thật tình dễ chuyện thối tâm. Có tình lầm mới sửa lầm, có tình đúng mới lo làm đúng thêm. Tình nhân quả mới kèm ác niệm, tình luân hồi mới kiếm siêu sanh. Tình rằng giảng sự tại mình, muốn về Phật quyết tu hành được ngay. Lòng tin ấy ai ai đang có, nhưng muốn lòng tin đó không lầm. Trước khi tin phải định tâm, xét không tà tịch luân trầm sẽ tin. Tin không xét muôn nghìn lầm lạc, tin biết suy mọi việc chu toàn. Chánh tạ nhiều nẻo thế gian, nếu tình không xét dễ dàng đi sai. Sai một mối muôn ngày khó gỡ, lạc mấy dòng ngàn thuở không về. Chúng sanh mê vẫn còn mê, bởi tình sai lạc trăm bề từ lâu. Tin theo giả tưởng đâu là thật, cứ tin luôn đến mất linh căn. Không tin theo lối siêu thăng, lại tin theo lối khiến thân đọa đài. Khách trận vẫn trong ngày thoảng mòn, đời người luôn trong mộng nam kha.
Hãy nên tự hỏi lòng ta, khi người hết thở sẽ ra vật gì? Thân rút cuộc chẳng chi tồn tại, chớ vì thân làm hại cho đời. Biết dùng thân giúp mọi nơi, trong thân già của con người ấy chân. Chân thân có trong thân người già, nghi ở trần nhưng chẳng quá ra trần. Ấy người có ít đi muôn dân, cũng là người đáng tượng trưng Phật đài. Ước mong kẻ đời nay hôi qua, sống chân nhân trong giả tạm thân, tự thân tội được hết dần. Mà đời trước cũng đổi lần ra thanh, chẳng gian ác chẳng sai tay hòa. Tội lỗi không phạt giả sẽ không, tin điều báo ứng chí công, ráng đem giống thiện gieo trong đời nay. Kiếp này ráng trần ai dứt khoát, cho ngày kia cởi hạt tiêu dao. Mười phương tự tiện ra vào ta bà khổ, chẳng điều nào trói trăng. Xưa tội mấy ăn năn sẽ hết, nay mê bao quyết diệt sẽ tiêu. Sớm mà nhưng cái Phật chiều, người thành như vậy có nhiều từ xưa. Tâm không bông sớm trưa dễ biến, chánh tà nên tự chuyển lấy tâm. Để tâm phong túng thì lầm, mà cho tâm định tĩnh là mầm đạo minh. Tin lỗi được khiến mình lỗi được, tin đò đưa mới bước qua sông. Khó thành mà được thành công, ấy là tất cả do lòng tin sâu. Ý lời Phật mặc dầu rất khó, khó nhưng xưa Phật đã làm xong. Nay tin mình có thể tầm, tầm đường của Phật thoát dòng tử sanh. Sanh tử khỏi thì thành Phật được, khổ não tan thì bước liên đài. Bao nhiêu khoái lạc ngày mai, đều do công đức hiện nay tu hành. Tự người ráng trở thành tiên Phật, đừng tự người trở rất thú cầm. Kỳ thi của cả muôn năm, ráng leo lên chứ để trầm xuống luôn. Giống gặp lúc mưa tuôn gieo trung, lạc có sao theo đúng được ra. Bỏ sao lạc mãi rừng già, bỏ mùa mưa tức giống nhà khô khan. Một niệm Phật muôn ngàn duyên đầu, một điều lành phước bao trăm thiên. Muốn cho chinh phẩm mau lên, ráng thường niệm Phật ráng chuyên điều lành. Niệm Phật có lòng thành Phật độ, làm lành không dĩ ngã phước tăng. Cho nên có thể nói rằng, cũng thời niệm Phật kẻ thắng người trầm. Những lời Phật để tâm xét kỳ, thấy bao nhiêu cũng chỉ vào tâm. Phật tiên tâm cũng là mầm, quỷ ma tâm cũng là làm nguyên nhân.
nóng như lửa khi sân nổ khởi, lạnh như đồng khi nổi ghét chê. Đeo như đĩa lúc ham mê, luồn như răng rít khi đe tiện lòng. Mày muôn biên qua ở trong tâm trạng, tâm người luôn sanh tán loạn hình. Nếu hình ấy lộ trên mình, chắc ai chẳng dám ngó nhìn đến nay. Tâm cứ loạn mỗi ngày như vậy, nhưng ít ai nhận thấy loạn tâm. Cứ theo tâm loạn mà làm, mà cứ ôm tâm loạn mà cam sống đời. Tâm loạn khiến cho thời thế loạn, loạn tâm không giới hạn người nào. Loạn tâm của kẻ quyền cao, càng gây đau khổ gấp bao người thường. Tâm loạn phải biết đương cử lại, tâm loạn luôn càng hại càng lầm. Mỗi người sớm được bình tâm, cuộc đời sẽ khỏi những mầm tan thương. Tâm loạn chẳng biết đường phải trái, loạn tâm làm cho thấy nghe sai. Lỗi lầm do loạn tâm gây, loạn tâm còn sẽ còn dài lao đao. Tâm người ráng làm sao hết loạn, để biết đường trực giảng Tây Phương. Để cùng sống có tình thương, không gây khổ những người đương sống cùng. Người không được thì chung ý nguyện, bởi vì chưa hết chuyện loạn tâm. Loạn tâm lầm chẳng biết lầm, loạn tâm khiến nói đi làm khác nhau. Khổ não nhất khi sao động tánh tà, mà cho là chánh mới nguy. Ác nhân mà tưởng từ bi, theo tâm loạn ấy mà đi sai đường. Nhớ niệm định tâm vương Bồ Tát, trong những khi loạn lạc tâm mình. Nhớ đem chân lý chứng minh, khiến tâm loạn ấy được bình tĩnh ra. Bình tâm được mới là minh được, được minh tâm tội phước không lầm. Lúc nào cũng có chủ tâm, bao nhiêu ngoại cảnh khó xâm lấn vào. Quanh mình có biết bao sự vật, không bình tâm thiện ác khó phân. Mắt tay mũi lưỡi ý thân, khi tâm loạn chúng cũng lần loạn theo. Lục tặc có dịp theo từ đó, khiến lục căn sao ngõ không thông. Sống trong đời sống loạn lòng thế, cho đến chết cõi hồng khó ra. Người sợ gì trách hà tội ác, vì nhục thân vì các dục tình. Tham tài mến sắc háo danh, ấy từ trong loạn tâm sanh cho người. Người bị nó chìm nơi khổ hại, sống chết trong kiếp dài kiếp mê. Mà không biết chán biết gây, bởi tâm loạn đã làm mê con người. Nay gặp lúc thành thời vật chất, dễ loạn tay loạn mắt loạn lòng. Tinh thần đạo pháp nếu không, con người dễ bị cuốn trong màn đời. Nếu muốn khỏi luân hồi thêm nữa,
ráng mở thông sau cửa đang che. Những điều Phật bảo nên nghe, tập trung tâm niệm hướng về liên quan. Trần lao ráng vượt ra cho khỏi dây oan đời, mau cởi mở xong con đường giải thoát. Một lòng kiếp này có thể đi thông Phật đài, tu có Phật chỉ bài không lạc, đi có người dẫn dắt không sai. Muốn tu thì phải tu ngay, đừng chờ đến mốc đến mai không rồi. Sớm tu để khổ đời sớm nhẹ, sớm tu cho nợ thấy mau tiêu. Nhìn đâu tay ách cũng nhiều, ráng tu để bớt những điều thảm thế. Sớm tu để khổ đời sớm nhẹ, sớm tu cho nợ thế mau tiêu. Nhìn đâu tay ách cũng nhiều, ráng tu để bớt những điều thảm thế. Tu cho kiếp thần về trong sớm, mơ tu cho hùng tinh trốn khỏi làng. Tu cho hết kẻ ác gian, tu cho nước thành nhà an dân lành. Này tu chẳng những được sanh Phật quốc, mà tu còn được phước tài trần. Giữa đời thiên hạ tranh phân, sự tu sẽ khiến tình thân phục hồi. Người tu lỗi qua rồi biết hối, và biết lo tránh tội về sau. Tâm lòng từ thiện biết trao, nên người tu đáng đề cao trong đời. Tu giác ngộ đúng lời Phật thanh, ấm cho đời như ánh thái dương. Sự tu của Phật chủ trương, độ người cùng khắp và thương khắp cùng. Tu là vốn để dùng giải khổ, giải khổ đời bất cứ chuyện gì. Đường tu người nếu chịu đi, ngày đau khổ sẽ đổi kỳ an vui. Vui nhân hồi, vui nơi Phật hồi, do đường tu làm mối giao liên. Dịp mai của vạn muôn niên, khổ nhiều nhưng có Phật duyên đời này. Nếu muốn có một ngày giải thoát, giờ phút này phải gấp tu hành. Nhất tâm niệm Phật làm lành, mặc dù ai có nói mình dại ngu. Gặp cơ hội đáng tu nếu bỏ, sao muốn tìm lại khó gặp thay. Huống đời khó biết ngày mai, đời khi lâm trận trở tay muộn màng. Việc sanh tử lẻ làng như chớp, cảnh khổ đau đầy nghẹt như nêm. Cuộc đời chẳng lúc nào êm, thấy vậy hả chẳng lo tìm đường tu. Đường tu mới cứu người hết khổ, đường tu là con lộ siêu thắng. Đời như kẻ lạc hang chẳng, sự tu như thể con đàn thoát thân.
khổ thảm bụi hạ quân gấp bội, đời người như bọt nổi đậu gành. Muốn cho kiếp nhẹ hồng thanh, chỉ còn có cách tu hành mà thôi. Ráng đổi lại cuộc đời lương thiện, ráng đua nhau làm chuyện nhân từ. Ráng chừa tật sâu thoái hư, ráng trao tánh Phật trong người phàm phu. Nên rộng chi tu cho nhân loại, nên mở tâm bác ái đại đồng. Nên cùng sống có cảm thông, nên cùng sống có nghĩa trong con người. Cùng tạo cảnh an vui đất nước, cùng xây nền hạnh phúc dân sanh. Cùng cho nhau được no lành, cùng tương cứu khỏi cảnh tình khổ nguy. Hãy chỉ bảo nhau khi thất thủ, hãy thứ tha nhau chỗ lỗi lầm. Hãy cùng đối đãi thật tâm, hãy cho nhau có những mầm sống vui. Giúp nhau biết tình hồi trần mong, giúp nhau qua khỏi cổng diêm vương. Giúp nhau về Phật biết đường, giúp nhau nhẹ kiếp vô thường từ đây. Gieo thiện cảm chớ gây ác cảm, gieo vui đừng gieo thảm cho ai. Gieo lòng tương trợ đời này, gieo tình nhau quyết ra ngoài trần gian. Đoàn kết đổi tay nàng ra phước, đoàn kết xoay bạo ngược ra hiền. Kết đoàn đổi loạn ra yên, kết đoàn biến tục thành tiếng cõi đời. Đồng thinh gọi một lời giải khổ, đồng thinh kêu giác ngộ tâm mê. Đồng thinh lương thiện nhất tề, đồng thinh nhau một đời kề Như Lai. Người nào cũng ăn ngay ở thật, và người nào cũng đức cùng nhân. Ai ai cũng chỉ gây thân, không ai gây những oán hận cho ai. Đó những việc đời nay nên có, đó cũng là sơ bộ đường tu. Những điều ấy khó mặc dù, nhưng lòng người quyết thì đâu khó gì. Sống phải biết nghĩ khi mình chết, chết là điều chung kết đời người. Chết trong cảnh khổ hay vui, đều do thiện ác lúc người bình sanh. Lúc sống nếu biết dành khi chết, khi chết không thôi tiếc cuộc đời. Vì rằng chết để thành thơi, chứ không chết để luân hồi thế gian. Tuy mất xác không tan hồn được, nhờ biết tu trong lúc bình sanh. Bao nhiêu việc phước việc lành, đều là diệu dược phép linh sau này. Sống khổ mấy chớ gây nhân ác,
mến đời bao đừng chắc tâm trần. Tâm trần là mối đọa thân, ác nhân là gốc sanh muôn khổ đời. Như Phật đã có lời chỉ dạy, ác nhân khi chết thấy ma kêu, thiện nhân chết thấy Phật diệu ác, thì đọa kiếp thiện siêu linh hồn. Nghe ma gọi thần hồn phách tan, thấy Phật diệu đường sáng cảnh vui. Ác nhân có quỷ đến lôi, thiện nhân có Phật có trời mời đi. Được tiếng Phật mời thì khoái lạc, bị quỷ ma lôi rất khổ đau. Vậy người ở cõi trần lao, chớ nên làm ác hãy mau làm lành. Làm việc thiện và sanh ý thiện, lấy kệ kinh làm kiến xoay tâm. Đừng cho tái phạm lỗi lầm, tất nhiên có Phật đến tầm ngày kia. Khoa không gặp đúng chìa khó mở, tu không hành đúng chỗ khó nên. Điều này ba tâm chớ quên, muốn về Phật phải xây nền từ bi. Từ bi có đường quy Phật có, từ bi không chỗ ngộ Phật không. Muốn lìa khỏi cõi trần hầm, mà lấy từ bi để soi thông con đường. Muốn thoát kiếp vô thường thông khổ, nên do đường tịnh độ mà đi. Nam mô Đà Phật A Di, bao nhiêu công việc từ bi ráng làm. Ham về Phật chớ ham ở thế, độ mình siêu độ mẹ cha siêu. Tình thương quyến thuộc càng nhiều, càng tu để cứu khỏi điều trầm luân. Đền trung hiếu bằng chân công đức, đáp nghĩa tình bằng sức tu hành. Tu hành công đức viên minh, hiểu trung sẽ vẹn nghĩa tình sẽ xong. Chẳng công đức tổ tâm cứu được, sức tu hành quyến thuộc độ quang. Muốn lìa cảnh khổ ta bà, phải công đức lớn phải là tu cao. Đức kém độ người đâu nhiều được, đò nhỏ không thể rước đông người. Đừng tu nửa thật nửa chơi, nên tu có chỉ độ đời thật to. Chi Phật chẳng riêng lo một kẻ, chi Phật là cho cả chúng sanh. Muốn tu như Phật đã thành, nên nói chỉ Phật mà hành không sai. Chỉ như Phật có ngài thành Phật, chỉ như phàm đến chết cũng phàm. Chỉ phàm việc đạo khó khăn, phải như chỉ Phật mới làm đạo xong. Chỉ Phật có đạo không thể hoài, chỉ Phật cao quỷ quay khó ngăn. Đời nay tu niệm khó khăn, không nhiều chỉ Phật dễ dàng bỏ trôi. Chỉ Phật ở mỗi người tự phát,
Phật không thay phát được cho người. Có tâm muôn giải thoát đời thì là chỉ Phật trong người phát ra. Muốn cứu vớt người ta hết khổ, chỉ Phật kia cùng có thể sanh. Cho nên những kẻ tu hành thường do giải thoát với tình từ bi. Tuy mạt pháp kiềm ngôn được thính, ấy nhờ duyên Phật vinh muôn xưa. Nếu cho là việc tình cờ, không tu thì chẳng bao giờ biết tu. Nãy tu một phước thu gấp mấy, và đạo màu cũng thấy màu hơn. Khó tu trong buổi hạ quán, mà tu được ấy là chân lòng thành. Tu hành giữa lời danh câu nhữ, tu hành trong thế sự đua bơi. Vẫn tu không lụy theo đời, người tu ấy nhất định ngồi tòa sen. Tu không phải yếu hèn tâm lực, mà người tu mạnh nhất tinh thần. Vừa là tự trị được thân, vừa là thân các trở ngăn bên ngoài. Việc khó bỏ bỏ ngay tức khắc, việc khó làm được mới thôi. Quyết tâm không thể đổi dời, người tu cứng rắn hơn người không tu. Khi người có việc cầu tha thiết thì tâm lòng cương quyết mạnh lên. Người tu sợ gì tu nên, nhờ lòng tha thiết tiến lên Phật đài. Tha thiết mới miệt mài cố gắng, tha thiết nên cay đắng không nào. Miễn là thỏa giả khát khao, dù hy sanh đến mực nào cũng vui. Lòng tha thiết trong người được vậy, tu thế nào cũng toại ý nguyện. Hỡi người muốn đến Hoa Liên, lòng tha thiết ấy phải liền trong tâm. Nên thường bữa âm thầm tưởng Phật, ráng ngày đêm tu tập tánh lành. Chọn nghề sống thiện sống thanh, chớ nên sống ác sống tánh con người. Các việc phúc lợi đời ráng tạo, những điều không ngay thảo chớ làm. Làm người nhân đạo cho kham, tu hay là chẳng phải hàng nhà tu. Sống có nghĩa mặc dù sống khổ, ở có nhân tuy ở loạn thời. Nghĩa nhân chẳng xấu cho đời, nghĩa nhân chỉ tốt cho người mà thôi. Lời nhân nghĩa là lời đáng kính, chuyện nghĩa nhân là chuyện đáng thương. Không ai kinh thư bất lương, không ai thương kẻ trái đường nghĩa nhân. Kha lấy nghĩa kết thân xã hội, nên đem nhân sự đôi xóm làng. Có nhân nghĩa có dịu dàng, khô khan nhân nghĩa khô khan người đời. Nhân nghĩa khiến vui tươi cuộc sống, nhân nghĩa làm ấm nóng lòng dân.
Nơi nào coi rẻ nghĩa nhân, tức nơi ấy sống khó khăn trăm đường. Nhiều người nghĩa phố phường trật tự, nhiều người nhân thế sự an hoàng. Dù người khác nước khác gia, nhưng đều nhân nghĩa vẫn là như nhau. Thiện thì được sanh vào thiện giới, ác thì rơi vào cõi ác hung. Nghiệp lôi đúng chỗ vô cùng, dù là nghiệp đã gieo trăm ngày xưa. Tính nhân quả khá chừa ác nghiệp, biết thiên cơ hãy dẹp lòng tàn. Đừng rằng ai chẳng hiểu ra, riêng mình biết cũng đủ xa lưới rồi. Viết thiền có thể người sống được, lựa làm chi những việc hung tàn. Hung tàn chỉ một thời gian, mối lo suốt kiếp dây oan muôn đời. Lương tâm của mỗi người đều có, nếu người làm mất nó đi rồi. Như cây đã mục gốc chồi, lúc nào cũng hiểu không hồi nào tươi. Đường tội phước nếu người biết nghĩ, việc giữ lành để ý phân ra. Không làm trái đạo người ta, dù cho việc ấy lợi là bao nhiêu. Tạo nhân tốt sẽ chịu quả tốt, và cũng không căng rứt lương tâm. Bạc muôn người có thể cầm, nhưng điều cao quý ấy làm sao mua. Đời sống khổ nên đua dạy khổ, tạo thêm chi những chỗ đau sầu. Biết rằng đời tạm không lâu, gây vui chớ có gây sầu cho ai. Nay người khổ ngày mai mình khổ, khổ xoay dần là chỗ thế gian. Hai người chớ tưởng mình an, mà là hai kẻ tức mang hại mình. Người là giống hữu tình biết sống, thấy khổ người biết động tấm lòng. Tấm lòng ấy có ai không, nhưng vì ích kỷ đành chốn trong người. Ai ai cũng nên hồi tỉnh lại, lấy tâm người đối đãi với nhau. Giá con người sẽ tăng cao, đời con người sẽ khổ đau bớt dần. Tánh tốt ấy người cần nên có nó là có ngõ giải oan. Nó là hạnh phúc trần gian, nó là một bước vào hang từ bi. Sự sống chẳng thiếu gì cách sống, mà sống sao không hư hỏng con người. Sống không phải để hộ ngươi, ấy là sống biết chọn nơi tốt lành. Tốt lành sẽ giúp mình vinh hạnh, đời sống vui đạo tánh thêm vui. Không làm nặng kiếp hiệp thời, cũng không để ác nghiệp đời mai sau. Liên qua muôn đến nào phải khó, tâm tốt lành là ngõ đưa sang.
thế gian mà chẳng ác gian, không nay thì mốt mây hoàng Phật tiên. Đây còn nhớ lời khuyên buổi nọ của một người trên lộ mộng trung, nói qua thấy sự sau cùng mà đây nhân tiện hỏi đường thông liên đài. Người rằng nói chỗ ai cũng rõ, đi liên đài do lỗ từ tâm. Từ tâm càng rộng càng thâm, liên đài càng dễ khiến tầm tới mau. Nếu như có người nào hỏi tới đem lời này chỉ lối họ đi, đi mau chớ ngại ngần vì đường nay xưa các từ bi đã dùng. Xưa dùng lộ ấy thông Phật quốc, nay mượn đường đó trực liên quan. Đường gần hoặc giả đường xa, do từ tâm của người ta ít nhiều. Từ tâm ít đường đèo ai chậm, từ tâm nhiều lỗ thắng bằng mau. Liên đài tới trước tới sau, tại lòng người muốn chứ nào tại ai. Muốn đi phải đi ngay kẻo trễ, dịp lành qua không dễ kiếm ra. Được đi đến chúng liên quan, ấy do tâm của người ta tốt lành. Tốt lành nếu tâm mình có được, sẽ khiến cho huệ phước sanh ra. Giải xong kiếp khổ người ta, do lòng lành tốt ấy mà tiến lên. Nhà muốn cất phải nền mong trước, người muốn tu phải tốt lành tâm. Tốt lành tâm chẳng chịu cầm, mà như nhà muốn cất mầm mầm mong không. Thích ca cũng do lòng lành có, mới động tâm trước khổ của người. Muốn người hết khổ được vui, nên hy sinh cả cuộc đời lo tu. Lòng lành có đạo màu sẽ có, có lòng lành tuy khó ráng cao. Lành tâm lành sự càng cao, tình người với Phật càng mau nối liền. Tâm lành ấy nên khuyên nhau tạo, đời được vui và đạo được siêu. Pháp tu thì rất có nhiều, nhưng môn nào cũng chỉ điều thiện tâm. Có tâm thiện mới làm việc thiện, có lòng lành mới khiến tướng lành. Có nhân thiện niệm thiện hành, tất nhiên có quả tốt lành mai sau. Nói việc thiện người nào cũng biết, nhưng mấy ai làm việc thiện đâu. Thường ngày việc ác cứ bâu, thế nên kết quả thắm sâu nhiều hơn. Quả tốt xấu do nhân thiện ác, giống dữ không thể gặt quả lành. Ác mà muốn được phước sanh, khác nào nấu cát mong thành được cơm.
muốn làm Phật chớ ôm tánh ác, tánh ác còn còn các nguy nan. Sống trong cảnh sống bất an, chết trong cảnh chết kinh hoàng sợ lo. Khởi tâm thiện để cho đời thiền, các nghiệp quả cũng khiến tiêu tan. Đời không thêm những báo oan, kiếp đài cũng chẳng còn mang sau này. Nở đời nếu chẳng dai chẳng trả, giống ác không thì quả ác không. Mỗi người phải biết rằng lầm sống, đừng gây tội ở trong cuộc đời. Sống thiện ấy là người biết sống, sống nay còn hy vọng ngày mới. Sống cho mình, sống cho đời, đó là sống biết thức thời thức tâm. Sống trong lẽ, sống làm nhân chánh, tuy là người mà thanh trong người. Ấy là mầm mống an vui, cũng là nguồn cội giúp người siêu sanh. Đạo muốn được đắc thành do đó, đời muốn siêu nhờ ngõ ấy ra. Ráng kêu gọi khắp người ta, sống nhân chánh mới liên qua tên đầy. Người nói dứt giấc mê liền tình, những lời lành còn dính bên tai. Thấy rằng ấy mối liền đài, nếu ai biết năm có ngày được lên. Kẻ hành đạo muốn nên đạo quả, lấy đó trao sửa giả thường ngày. Đường tu tất chẳng lạc sai, Tây phương cực lạc có ngày tới nơi. Thật tu ráng chịu mới hành thiện, thiện càng nhiều đạo tiến càng mau. Thiện không phân biệt người nào, mà người nào cũng thiện giáo tận tình. Thiện không những cho mình được có, còn thiện cho người nọ người kia. Thiện từ vui khổ sớt chia, đến an nguy cũng chẳng lìa bỏ nhau. Mọi người biết đề cao việc thiện, xã hội đời tai biến không sanh. Người nào cũng sống sạch thanh, xứ nào cũng ở hiền lành tốt tươi. Việc thiện chẳng làm người ngu dốt, thiện giúp người sản xuất mở mang. Người hòa và nước được an là do thượng hạ biết toán điều lành. Thiện chẳng phải riêng dành nhà đạo, mà thiện ai muốn tạo cũng nên. Liên hoa có thiện được lên, dù người ấy chẳng mang tên đạo gì. Mang tên đạo mà đi làm dữ, thua người lành chẳng ở phải chi. Phật thành do tánh từ bi, Phật không thành ở quy y bề ngoài. Nên hành thiện dù ai cũng được, thật thiện tâm chớ chuốt ngoài môi. Tâm lòng thiện ấy có rồi, thì là sẽ có chỗ ngồi liên quan.
Ráng ở thiện dù là nghèo khó, nên làm lành dù có nguy nan. Nghèo hèn hay kẻ giàu sang, lành như nhau cả xóm làng đều vui. Tánh hung ác trong người chưa hết, thì tai ương mọi việc chưa thôi. Mỗi người nên để ý coi, đời sanh lắm quả do người bất lương. Nhiều kẻ ác khó lường cho thâu, sống như là bèo gấu rừng quang. Biết mình chẳng biết thế gian gây ra đau khổ muôn ngàn người ta. Sống như vậy chỉ là một thở rồi tiêu mà chớ có lâu đâu. Để cho kẻ oán người sầu trả nay không hết, con hầu trả mai. Sống thế ấy là đại đọa kiếp, mà chỉ gây thêm ác nghiệp đời mình. Mưu sinh lại quỷ kiếp sinh, đời nay lắm kẻ sống tình trạng này. Lối sông ấy là đi địa ngục, hoài đầu máu cõi lúc xa chân. Sống không riêng cái hiện thân, mà còn phải sống cho phần đời sau. Muôn sống ở đời nào cũng tốt, xét kỹ ra có một con đường, ấy là cách sống thiện lương. Dù người sống ở trong trường hợp nào, nếu biết kiếp như bào như ảnh, đừng sống theo ác tâm ác nhân, nên dình cách sống chánh chân cho đời sống được có duyên Phật đài. Ở cõi tạm nên khai cõi Phật, trong giấc phàm khá thức tánh phàm. Sống điều tội lỗi đừng ham, xác trần chớ để hồn giam trong trần. Sống làm chủ cái thân đòi hỏi, đừng sống làm toái mọi cho thân. Sống cho tánh Phật được gần, chớ theo lối sống xa lần Phật tiên. Làm người rất có duyên với Phật, người dễ tu hơn hết các loài. Vì nhiều dục vọng đeo đai, sống cho đến chết ít ai tu hành. Chết rồi muốn được sanh người lại, ấy khó khăn đâu phải dễ dàng. Cho nên lúc sống hiện đang ráng tìm đạo pháp giải oan sau này. Người cần tỉnh ngộ ngay lúc sống, người cần nên định chung vạn sanh. Thành tiên thành Phật đáng thành, thành ma thành quỷ biết đành bỏ đi. Người bị đọa từ khi vô thì, trôi nổi luôn trong bể hầm trần. Giờ đây nếu chẳng quay chân, thì còn chịu kiếp làm phân muôn loài. Kiếp xưa mất kiếp nay cũng mất, phi kiếp luôn giữa cuộc tạm đời. Nhưng đâu mây kiếp làm người, kiếp người là phước nên hồi tâm đi. Muôn kiếp khó một kỳ gặp Phật, ngàn đời đâu mấy lúc nghe kinh.
nghe kinh gặp Phật không tin, biết bao giờ hết linh đinh trong trần. Một đời giác muôn thân thoát khổ, nhất kiếp mê vạn thuở đeo sầu. Mê không riêng đọa mình đâu, mà còn gây tội người bao quanh mình. Này đã bao kiếp sống tình cảnh ấy, kiếp này nên hối cải cuộc đời, cho mình biến khổ khỏi rơi, cho người cũng khỏi hãm nơi thanh sầu. Tu sớm được nghiệp mau tan được, trông tới nơi nhờ bước đi nhanh. Mỗi ngày mỗi hẹp đường xanh, người mau tìm lối tu hành cho siêu. Đây còn nhớ lời kêu của Phật, trên đường đi trong giấc mộng vàng. Phật rằng kiếp sống thế gian như là khối tuyết dưới làn thái dương. Ra làm việc tuyết đương chịu lấy, chết là điều người phải đeo đây. Vô thượng là kiếp trần ai, người mau tu để liên đài được lên. Chư Phật lúc chưa lên ngôi Phật, cũng say mê vật chất như đời. Nhưng nhờ quán chiếu tột nơi, bao nhiêu ô nhiễm ở trong người đều tan. Giác ngộ được vào hàng Phật được, mê si còn thì kiếp phàm còn. Kiếp phàm sống khổ sống mòn, vào hàng chữ Phật được tồn tại luôn. Đời nhiệm qua khó buồn nhất khắc, nhưng cố mày thì sắc nên kim. Tử thần chẳng để người im, con đường giải thoát phải tìm kiếm mau. Gương đạo ráng chùi lao được vẹn, cõi lành nên dùng quen cho xong. Đạo gương thay chủ nhân âm, cõi lành được trổ trái bóng bồ đề. Nhân ông thấy đường mê khỏi lạc, bồ đề khai bên giác được qua. Bồ đề cũng tự tâm ta, nhân ông cũng tự mình ra ráng tìm. Có Phật Pháp sẵn niệm trong già, mái quyền vì có khóa nơi lòng. Chưa tìm được đạo chưa thông, khi tìm thấy được đạo không còn mờ. Nên phản chiếu cho cơ đạo ngộ, ráng hồi quan cho lộ tâm khai. Quyết tu sẽ đắc có ngày, đạo thành tựu được nhờ đầy lòng tin. Tin Phật đã tu thành chánh quả, tin mình tu đạo cả sẽ thành. Tin xưa Phật cùng chúng sanh, Phật siêu kiếp được tin mình cùng siêu. Tin càng mạnh càng tiêu khiếp nhược, tin càng sâu càng được vững tâm. Có tin mới có dám làm, mà không tin phàm vẫn còn phàm như xưa. Tin rồi phải sớm trưa thực hiện, nếu tin xuống ý nguyện chẳng thành. Ta bà thế giới chúng sanh, muốn tu chân quả phải tin đầy lòng. Đời sâu đầy như giống như bầu, tu kém tin dễ đạo dễ nghiêng.
có tin mới có nhận kiên, đức tin là bước đầu tiên tu hành. Lòng tin có sự thành sẽ có, tu tinh thành dù khó cũng tu. Xấu tinh thành mới quá cầu, người tinh thành mới đảo màu chứng nên. Có tình chắc mới bền chi tiến, không thật tình dễ chuyện thối tâm. Có tình lầm mới sửa lầm, có tình đúng mới lo làm đúng thêm. Tình nhân quả mới kèm ác niệm, tin luân hồi mới kiếm siêu sanh. Tin rằng vạn sự tại mình, muốn về Phật quyết tu hành được ngay. Lòng tin ấy ai ai đang có, nhưng muốn lòng tin đó không lầm. Trước khi tin phải định tâm, xét không tà tịch luân trầm sẽ tin. Tin không xét muôn nghìn lầm lạc, tin biết suy mọi việc chu toàn. Chánh tà nhiều nẻo thế gian, nếu tin không xét dễ dàng đi sai. Sai một mối muôn ngày khó gỡ, lạc mấy dòng ngàn thuở không về. Chúng sanh mê vẫn còn mê, bởi tình sai lạc trăm bề từ lâu. Tin theo giả tưởng đâu là thật, cứ tin luôn đến mất linh căn. Không tin theo lối siêu thân, lại tin theo lối khiến thân đọa đài. Khách trận vẫn trong ngày thoảng mòn, đời người luôn trong mầm nam kha. Hãy nên tự hỏi lòng ta, khi người hết thở sẽ ra vật gì? Thân rốt cuộc chẳng chi tồn tại, chớ vì thân làm hại cho đời. Biết dùng thân giúp mọi nơi, trong thân già của con người ấy chân. Chân thân có trong thân người già, nghi ở trần nhưng chẳng quá ra trần. Ấy người có ít muôn dân, cũng là người đáng tượng trưng Phật đài. Ước mong kẻ đời nay hôi qua, sống chân nhân trong giả tạm thân. Tự thân tội được hết dần, mà đời trượt cũng đổi lần ra thanh. Chẳng gian ác chẳng sai tay hòa, tội lỗi không phạt giả sẽ không. Tin điều báo ứng chí công, ráng đem giống thiện gieo trồng đời nay. Kiếp này ráng trần ai dứt khoát, cho ngày kia cởi hạt tiêu dao. Mười phương tự tiện ra vào ta bà khổ, chẳng điều nào trói trăng. Xưa tội mấy ăn năn sẽ hết, nay mê bảo quyết diệt sẽ tiêu. Sớm mà nhưng cái Phật chiều, người thành như vậy có nhiều từ xưa. Tâm không bông sớm trưa dễ biến, chánh tà nên tự chuyển lấy tâm. Để tâm phong túng thì lầm, mà cho tâm định tĩnh là mầm đạo minh.
tin lỗi được khiến mình lỗi được, tin đò đưa mới bước qua sông. Khó thành mà được thành công, ấy là tất cả do lòng tin sâu. Ý lời Phật mặc dầu rất khó, khó nhưng xưa Phật đã làm xong. Nay tin mình có thể tầm tầm đường của Phật thoát dâm tử sanh. Sanh tử khỏi thì thành Phật được, khổ não tan thì bước liên đài. Bao nhiêu khoái lạc ngày mai đều do công đức hiện nay tu hành. Tự người ráng trở thành tiên Phật, đừng tự người trở rất thú cầm. Kỳ thi của cả muôn năm ráng leo lên chứ để trầm xuống luôn. Giống gặp lúc mưa tuôn gieo trung, lạc có sao theo đúng được ra. Bỏ sao lạc mãi rừng già, bỏ mùa mưa tức giống nhà khô khan. Một niệm Phật muôn ngàn duyên đào, một điều lành phước bao trăm thiên. Muốn cho chinh phẩm mau lên, ráng thường niệm Phật ráng chuyên điều lành. Niệm Phật có lòng thành Phật đầu, làm lành không dĩ ngã phước tăng. Cho nên có thể nói rằng cũng thời niệm Phật kẻ thắng người trầm. Những lời Phật để tâm xét kỹ, thấy bao nhiêu cũng chỉ vào tâm. Phật tiên tâm cũng là mầm, quỷ ma tâm cũng là làm nguyên nhân. Nóng như lửa khi sân nổ khởi, lạnh như đồng khi nổi ghét chê. Đeo như đĩa lúc ham mê, luồn như răng rít khi để tiện lòng. Mày muôn biên qua ở trong tâm trạng. Tâm người luôn sanh tán loạn hình, nếu hình ấy lộ trên mình chắc ai chẳng dám ngó nhìn đến nay. Tâm cứ loạn mỗi ngày như vậy, nhưng ít ai nhận thấy loạn tâm. Cứ theo tâm loạn mà làm, mà cứ ôm tâm loạn mà cam sống đời. Tâm loạn khiến cho thời thế loạn, loạn tâm không giới hạn người nào. Loạn tâm của kẻ quyền cao, càng gây đau khổ gấp bao người thường. Tâm loạn phải biết đương cử lại, tâm loạn luôn càng hại càng lầm. Mỗi người sớm được bình tâm, cuộc đời sẽ khỏi những mầm tan thương. Tâm loạn chẳng biết đường phải trái, loạn tâm làm cho thấy nghe sai. Lỗi lầm do loạn tâm gây, loạn tâm còn sẽ còn dài lao đao. Tâm người ráng làm sao hết loạn, để biết đường trực giảng Tây Phương. Để cùng sống có tình thương, không gây khổ những người đương sống cùng. Người không được thì chung ý nguyện. Bởi vì chưa hết chuyện loạn tâm lầm chẳng biết lầm. Loạn tâm khiến nói đi làm khác nhau.
khổ não nhất khi sao động tánh tà mà cho là chánh mới nguy. Ác nhân mà tưởng từ bi theo tâm loạn ấy mà đi sai đường. Nhớ niệm định tâm vương Bồ Tát trong những khi loạn lạc tâm mình. Nhớ đem chân lý chứng minh khiến tâm loạn ấy được bình tĩnh ra. Bình tâm được mới là minh được, được minh tâm tội phước không lầm. Lúc nào cũng có chủ tâm, bao nhiêu ngoại cảnh khó xâm lấn vào. Quanh mình có biết bao sự vật, không bình tâm thiện ác khó phân. Mắt tay mũi lưỡi ý thân, khi tâm loạn chúng cũng lần loạn theo. Lục tặc có dịp theo từ đó, khiến lục căn sao ngõ không thông. Sống trong đời sống loạn lòng thế, cho đến chết cõi hồng khó ra. Người sợ gì trách hà tội ác, vì nhục thân vì các dục tình, tham tài mến sắc háu danh, ấy từ trong loạn tâm sanh cho người. Người bị nó chìm nơi khổ hài, sống chết trong kiếp dài kiếp mê. Mà không biết chán biết gây, bởi tâm loạn đã làm mê con người. Nay gặp lúc thành thời vật chất, dễ loạn tay loạn mắt loạn lòng. Tinh thần đạo pháp nếu không, con người dễ bị cuốn trong màn đời. Nếu muốn khỏi luân hồi thêm nữa, ráng mở thông sau cửa đang che, những điều Phật bảo nên nghe. Tập trung tâm niệm hướng về liên quan, trần lao ráng vượt ra cho khỏi. Dây oan đời mau cởi mở xong, con đường giải thoát một lòng kiếp này, có thể đi thông Phật đài. Tu có Phật chỉ bài không lạc, đi có người dẫn dắt không sai. Muốn tu thì phải tu ngay, đừng chờ đến mốc đến mai không rồi. Sớm tu để khổ đời sớm nhẹ, sớm tu cho nợ thấy mau tiêu. Nhìn đâu tay ắt cũng nhiều, ráng tu để bớt những điều thảm thế. Sớm tu để khổ đời sớm nhẹ, sớm tu cho nợ thế mau tiêu. Nhìn đâu tay ít cũng nhiều, ráng tu để bớt những điều thảm thế. Tu cho kiết thần về trong sớm, mơ tu cho hùng tinh trốn khỏi làng. Tu cho hết kẻ ác gian, tu cho nước thành nhà an dân lành. Này tu chẳng những được sanh Phật quốc, mà tu còn được phước tài trần. Giữa đời thiên hạ tranh phân, sự tu sẽ khiến tình thân phục hồi. Người tu lỗi qua rồi biết hối, và biết lo tránh tội về sau.
tâm lòng từ thiện biết trao, nên người tu đáng đề cao trong đời. Tu giác ngộ đúng lời Phật thanh, ấm cho đời như ánh thái dương. Sự tu của Phật chủ trương độ người cùng khắp và thương khắp cùng. Tu là vốn để dùng giải khổ, giải khổ đời bất cứ chuyện gì. Đường tu người nếu chịu đi, ngày đau khổ sẽ đổi kỳ an vui. Vui nhân hồi, vui nơi Phật hồi, do đường tu làm mối giao liên. Dịp mai của vạn muôn niên, khổ nhiều nhưng có Phật duyên đời này. Nếu muốn có một ngày giải thoát, giờ phút này phải gấp tu hành. Nhất tâm niệm Phật làm lành, mặc dù ai có nói mình dại ngu. Gặp cơ hội đáng tu nếu bỏ, sao muốn tìm lại khó gặp thay. Huống đời khó biết ngày mai, đời khi lâm trần trở tay muộn màng. Việc sanh tử lẻ làng như chớp, cảnh khổ đau đầy nghẹt như nêm. Cuộc đời chẳng lúc nào êm, thấy vậy hả chẳng lo tìm đường tu. Đường tu mới cứu người hết khổ, đường tu là con lộ siêu thắng. Đời như kẻ lạc hang chẳng sự tu, như thể con đàn thoát thân. Khổ thảm bụi hạ quân gấp bội, đời người như bọt nổi đậu gành. Muốn cho kiếp nhẹ hồn thanh, chỉ còn có cách đi tu hành mà thôi. Ráng đổi lại cuộc đời lương thiện, ráng đua nhau làm chuyện nhân từ. Ráng chừa tật sâu thoái hư, ráng trao tánh Phật trong người phàm phu. Nên rộng chi tu cho nhân loại, nên mở tâm bác ái đại đồng. Nên cùng sống có cảm thông, nên cùng sống có nghĩa trong con người. Cùng tạo cảnh an vui đất nước, cùng xây nền hạnh phúc dân sanh. Cùng cho nhau được no lành, cùng tương cứu khỏi cảnh tình khổ nguy. Hãy chỉ bảo nhau khi thất thủ, hãy thứ tha nhau chỗ lỗi lầm. Hãy cùng đối đãi thật tâm, hãy cho nhau có những mầm sống vui. Giúp nhau biết tình hồi trần mong, giúp nhau qua khỏi cổng diêm vương. Giúp nhau về Phật biết đường, giúp nhau nhẹ kiếp vô thường từ đây. Gieo thiện cảm chớ gây ác cảm, gieo vui đừng gieo thảm cho ai.
gieo lòng tương trợ đời này, gieo tình nhau quyết ra ngoài trần gian. Đoàn kết đổi tay nàng ra phước, đoàn kết xoay bạo ngược ra hiền. Kết đoàn đổi loạn ra yên, kết đoàn biến tục thành tiếng cõi đời. Đồng thinh gọi một lời giải khổ, đồng thinh kêu giác ngộ tâm mê. Đồng thinh lương thiện nhất tài, đồng thinh nhau một đời kề Như Lai. Người nào cũng ăn ngay ở thật, và người nào cũng đức cùng nhân. Ai ai cũng chỉ gây thân, không ai gây những oán hận cho ai. Đó những việc đời nay nên có, đó cũng là sơ bộ đường tu. Những điều ấy khó mặc dù, nhưng lòng người quyết thì đâu khó gì. Sống phải biết nghĩ khi mình chết, chết là điều chung kết đời người. Chết trong cảnh khổ hay vui, đều do thiện ác lúc người bình sanh. Lúc sống nếu biết dành khi chết, khi chết không thôi tiếc cuộc đời. Vì rằng chết để thành thơi, chứ không chết để luân hồi thế gian. Tuy mất xác không tan hồn được, nhờ biết tu trong lúc bình sanh. Bao nhiêu việc phước việc lành, đều là diệu dược phép linh sau này. Sống khổ mấy chớ gây nhân ác, mến đời bao đừng chắc tâm trần. Tâm trần là mối đọa thân, ác nhân là gốc sanh muôn khổ đời. Nhớ Phật đã có lời chỉ dạy, ác nhân khi chết thấy ma kêu. Thiện nhân chết thấy Phật diệu ác, thì đọa kiếp thiện siêu linh hồn. Nghe ma gọi thần hồn phách tan, thấy Phật diệu đường sáng cảnh vui. Ác nhân có quỷ đến lôi, thiện nhân có Phật có trời mời đi. Được tiên Phật mời thì khoái lạc, bị quỷ ma lôi rất khổ đau. Vậy người ở cõi trần lao, chớ nên làm ác hãy mau làm lành. Làm việc thiện và sanh ý thiền, lấy kệ kinh làm kiến xoay tâm. Đừng cho tái phạm lỗi lầm, tất nhiên có Phật đến tầm ngày kia. Khoa không gặp đúng chìa khó mở, tu không hành đúng chỗ khó nên. Điều này ba tâm chớ quên, muốn về Phật phải xây nền từ bi. Từ bi có đường quy Phật có, từ bi không chỗ ngộ Phật không. Muốn lìa khỏi cõi trần hầm, mà lấy từ bi để xoay thông con đường. Muốn thoát kiếp vô thường thông khổ, nên do đường tịnh độ mà đi.
Nam Mô Đà Phật A Di. Bao nhiêu công việc từ bi ráng làm, ham về Phật chớ ham ở thế, ở độ mình siêu độ mẹ cha siêu. Tình thương quyến thuộc càng nhiều, càng tu để cứu khỏi điều trầm luân. Đền trung hiếu bằng chân công đức, đáp nghĩa tình bằng sức tu hành. Tu hành công đức viên minh, hiểu trung sẽ vẹn nghĩa tình sẽ xong. Chân công đức tổ tâm cứu được, sức tu hành quyến thuộc độ quang. Muốn lìa cảnh khổ ta bà, phải công đức lớn phải là tu cao. Đức kém độ người đâu nhiều được, đò nhỏ không thể rước đông người. Đừng tu nửa thật nửa chơi, nên tu có chỉ độ đời thật to. Chí Phật chẳng riêng lo một kẻ, chí Phật là cho cả chúng sanh. Muốn tu như Phật đã thành, nên nói chí Phật mà hành không sai. Chí như Phật có ngày thành Phật, chí như phàm đến chết cũng phàm. Chí phàm việc đạo khó khăn, phải như chí Phật mới làm đạo xong. Chỉ Phật có đạo không thể hoài, chỉ Phật cao quỷ quay khó ngăn. Đời nay tu niệm khó khăn, không nhiều chỉ Phật dễ dàng bỏ trôi. Chỉ Phật ở mỗi người tự phát, Phật không thay phát được cho người. Có tâm muốn giải thoát đời, thì là chí Phật trong người phát ra. Muốn cứu vớt người ta hết khổ, chí Phật kia cũng có thể sanh. Cho nên những kẻ tu hành thường do giải thoát với tình từ bi. Tuy mạt pháp kiềm ngôn được thính, ấy nhờ duyên Phật vinh muôn xưa. Nếu cho là việc tình cờ, không tu thì chẳng bao giờ biết tu. Nãy tu một phước thu gấp mấy, và đạo màu cũng thấy màu hơn. Khó tu trong buổi hạ quân, mà tu được ấy là chân lòng thành. Tu hành giữa lời danh câu nhữ, tu hành trong thế sự đua bơi. Vẫn tu không lụy theo đời, người tu ấy nhất định ngồi tòa sen. Tu không phải yếu hèn tâm lực, mà người tu mạnh nhất tinh thần. Vừa là tự trị được thân, vừa là thân các trở ngăn bên ngoài. Việc khó bỏ bỏ ngay tức khắc, việc khó làm được mới thôi. Quyết tâm không thể đổi dời, người tu cứng rắn hơn người không tu. Khi người có việc cầu tha thiết, thì tâm lòng cương quyết mạnh lên. Người tu sợ gì tu
nên nhờ lòng tha thiết tiến lên Phật đài. Tha thiết mới miệt mài cố gắng, tha thiết nên cay đắng không nào. Miệng là thỏa giả khát khao, dù hy sanh đến mực nào cũng vui. Lòng tha thiết trong người được dạy, tu thế nào cũng toại ý nguyện. Hỡi người muốn đến Hoa Liên, lòng tha thiết ấy phải liền trong tâm. Nên thường bữa âm thầm tưởng Phật, ráng ngày đêm tu tập tánh lành. Chọn nghề sống thiện sống thanh, chứ nên sống ác sống tánh con người. Các việc phúc lợi đời ráng tạo, những điều không ai thảo chớ làm. Làm người nhân đạo cho kham, tu hay là chẳng phải hàng nhà tu. Sống có nghĩa mặc dù sống khổ, ở có nhân tuy ở loạn thời. Nghĩa nhân chẳng xấu cho đời, nghĩa nhân chỉ tốt cho người mà thôi. Lời nhân nghĩa là lời đáng kính, chuyện nghĩa nhân là chuyện đáng thương. Không ai kinh thư bất lương, không ai thương kẻ trái đường. Nghĩa nhân kha lây nghĩa kết thân xã hội, nên đem nhân sự đôi xóm làng. Có nhân nghĩa có dịu dàng, khô khan nhân nghĩa khô khan người đời. Nhân nghĩa khiến vui tươi cuộc sống, nhân nghĩa làm ấm nóng lòng dân. Nơi nào coi rẻ nghĩa nhân, tức nơi ấy sống khó khăn trăm đường. Nhiều người nghĩa phố phường trật tự, nhiều người nhân thế sự an hòa. Dù người khác nước khác gia, nhưng đều nhân nghĩa vẫn là như nhau. Thiện thì được sanh vào thiện giới, ác thì rơi vào cõi ác hung. Nghiệp lôi đúng chỗ vô cùng, dù là nghiệp đã gieo trầm ngày xưa. Tình nhân quả khá chừa ác nghiệp, biết thiên cơ hãy dẹp lòng tà. Đừng rằng ai chẳng hiểu ra, riêng mình biết cũng đủ xa lưới rồi. Viết thiền có thể người sống được, lựa làm chi những việc hung tàn. Hung tàn chỉ một thời gian, mối lo suốt kiếp dây oan muôn đời. Lương tâm của mỗi người đều có, nếu người làm mất nó đi rồi. Như cây đã mục gốc chồi, lúc nào cũng hiểu không hồi nào tươi. Đường tội phước nếu người biết nghĩ, việc giữ lành để ý phân ra. Không làm trái đạo người ta, dù cho việc ấy lợi là bao nhiêu. Tạo nhân tốt sẽ chiêu quả tốt, và cũng không căng rứt lương tâm. Bác
muôn người có thể cầm, nhưng điều cao quý ấy làm sao mua. Đời sống khổ nên đua dạy khổ, tạo thêm chi những chỗ đau sầu. Biết rằng đời tạm không lâu, gây vui chớ có gây sầu cho ai. Nay người khổ ngày mai mình khổ, khổ xoay dần là chỗ thế gian. Hai người chớ tưởng mình an, mà là hai kẻ tức mang hại mình. Người là giống hữu tình biết sống, thay khổ người biết động tấm lòng. Tấm lòng ấy có ai không, nhưng vì ích kỷ đành chốn trong người. Ai ai cũng nên hồi tỉnh lại, lấy tâm người đối đãi với nhau. Giá con người sẽ tăng cao, đời con người sẽ khổ đau bớt dần. Tánh tốt ấy người cần nên có nó là có ngõ giải oan. Nó là hạnh phúc trần gian, nó là một bước vào hang từ bi. Sự sống chẳng thiếu gì cách sống, mà sống sao không hư hỏng con người. Sống không phải để hộ ngươi, ấy là sống biết chọn nơi tốt lành. Tốt lành sẽ giúp mình vinh hạnh, đời sống vui đạo tánh thêm vui. Không làm nặng kiếp hiệp thời, cũng không để ác nghiệp đời mai sau. Liên qua muôn đến nào phải khó, tâm tốt lành là ngõ đưa sang. Thế gian mà chẳng ác gian, không ai thì mốt mây hoàng Phật tiên. Đây còn nhớ lời khuyên buổi nọ của một người trên lộ mộng trung. Nói qua thấy sự sau cùng, mà đây nhân tiện hỏi đường thông liên đài. Người rằng nói cho ai cũng rõ, đi liên đài do lỗ từ tâm. Từ tâm càng rộng càng thâm, liên đài càng dễ khiến tầm tới mau. Nếu như có người nào hỏi tới, đem lời này chỉ lối họ đi. Đi mau chớ ngại ngần gì, đường nay xưa các từ bi đã dùng. Xưa dùng lộ ấy thông Phật quốc, nay mượn đường đó trực liên quan. Đường gần hoặc giả đường xa, do từ tâm của người ta ít nhiều. Từ tâm ít đường đèo ai chậm, từ tâm nhiều lỗ thắng bằng mau. Liên đài tới trước tới sau, tại lòng người muốn chứ nào tại ai. Muốn đi phải đi ngay kẻo trễ, dịp lành qua không dễ kiếm ra. Được đi đến chốn liên quan, ấy do tâm của người ta tốt lành. Tốt
lành nếu tâm mình có được sẽ khiến cho huệ phước sanh ra. Giải xong kiếp khổ người ta do lòng lành tốt ấy mà tiến lên. Nhà muốn cất phải nền mong trước, người muốn tu phải tốt lành tâm. Tốt lành tâm chẳng chịu cầm, mà như nhà muốn cất mà mầm mong không. Thích Ca cũng do lòng lành có, mới động tâm trước khổ của người. Muốn người hết khổ được vui, nên hy sinh cả cuộc đời lo tu. Lòng lành có đạo màu sẽ có, có lòng lành tuy khó ráng trao. Lành tâm lành sự càng cao, tình người với Phật càng mau nối liền. Tâm lành này nên khuyên nhau tạo, đời được vui và đạo được siêu. Pháp tu thì rất có nhiều, nhưng môn nào cũng chỉ điều thiện tâm. Có tâm thiện mới làm việc thiện, có lòng lành mới khiến tướng lành. Có nhân thiện niệm thiện hành, tất nhiên có quả tốt lành mai sau. Nói việc thiện người nào cũng biết, nhưng mấy ai làm việc thiện đâu. Thường ngày việc ác cứ bâu, thế nên kết quả thắm sâu nhiều hơn. Quả tốt xấu do nhân thiện ác, giống dữ không thể gặt quả lành. Ác mà muốn được phước sanh, khác nào nấu cát mong thành được cơm. Muốn làm Phật chớ ôm tánh ác, tánh ác còn các nguy nan. Sống trong cảnh sống bất an, chết trong cảnh chết kinh hoàng sợ lo. Khởi tâm thiện để cho đời thiền, các nghiệp qua cũng khiến tiêu tan. Đời không thêm những báo oan, kiếp đài cũng chẳng còn mang sau này. Nở đời nếu chẳng dai chẳng trà, giống ác không thì quả ác không. Mỗi người phải biết rằng lòng sống, đừng gây tội ở trong cuộc đời. Sống thiện ấy là người biết sống, sống nay còn hy vọng ngày mới. Sống cho mình, sống cho đời, đó là sống biết thức thời thức tâm. Sống trong lẽ, sống làm nhân chánh, tuy là người mà thanh trong người. Ấy là mầm mống an vui, cũng là nguồn cội giúp người siêu sanh. Đạo muốn được đắc thành do đó, đời muốn siêu nhờ ngõ ấy ra. Ráng kêu gọi khắp người ta, sống nhân chánh mới liên qua tên đầy. Người nói dứt giấc mê liền tình, những lời lành còn dính bên tai. Thấy rằng ấy mối liên đài, nếu ai biết năm có ngày được lên.
Kẻ hành đạo muốn nên đạo quả, lấy đó trao sửa giả thường ngày. Đường tu tất chẳng lạc sai, Tây phương cực lạc có ngày tới nơi. Thật tu ráng chịu mới hành thiền, thiện càng nhiều đạo tiếng càng mau. Thiện không phân biệt người nào, mà người nào cũng thiện giáo tận tình. Thiện không những cho mình được có, còn thiện cho người nọ người kia. Thiện từ vui khổ sắc chia đến an nguy, cũng chẳng lìa bỏ nhau. Mọi người biết đề cao việc thiện, xã hội đời tai biến không sanh. Người nào cũng sống sạch thanh, xứ nào cũng ở hiền lành tốt tươi. Việc thiện chẳng làm người ngu dốt, thiện giúp người sáng suốt mở mang. Người hòa và nước được an là do thượng hạ biết toán điều lành. Thiện chẳng phải riêng dành nhà đầu, mà thiện ai muốn tạo cũng nên. Liên hoa có thiện được lên, dù người ấy chẳng mang tên đạo gì. Mang tên đạo mà đi làm dữ, thua người lành chẳng ở phải chi. Phật thành do tánh từ bi, Phật không thành ở quy y bề ngoài. Nên hành thiện dù ai cũng được, thật thiện tâm chớ chuốc ngoài môi. Tâm lòng thiện ấy có rồi, thì là sẽ có chỗ ngồi liên quan. Ráng ở thiện dù là nghèo khó, nên làm lành dù có nguy nan. Nghèo hèn hay kẻ giàu sang, lành như nhau cả xóm làng đều vui. Tánh hung ác trong người chưa hết, thì tai ương mọi việc chưa thôi. Mỗi người nên để ý coi, đời sanh lắm quả do người bất lương. Nhiều kẻ ác khó lường cho thâu, sống như là bèo gấu rừng quang. Biết mình chẳng biết thế gian gây ra đau khổ muôn ngàn người ta. Sống như vậy chỉ là một thuở, rồi tiêu ma chớ có lâu đâu. Để cho kẻ oán người sầu, trả nay không hết con hầu trả mai. Sống thế ấy là đại đọa kiếp, chỉ gây thêm ác nghiệp đời mình. Mưu sinh lại quỷ kiếp sinh, đời nay lắm kẻ sống tình trạng này. Lối sông ấy là đi địa ngục, hoài đầu máu khỏi lúc xa chân. Sống không riêng cái hiện thân, mà còn phải sống cho phần đời sau. Muốn sống ở đời nào cũng tốt, xét kỹ ra có một con đường, ấy là cách sống thiện lương.
Dù người sống ở trong trường hợp nào, nếu biết kiếp như bào như ảnh, đừng sống theo ác tánh ác nhân. Nên gìn cách sống chánh chẳng cho đời sống được có duyên Phật đài. Ở cõi tạm nên khai cõi Phật, trong giấc phàm khá thức tánh phàm. Sống điều tội lỗi đừng ham, xác trần chớ để hồn giam trong trần. Sống làm chủ cái thân đòi hỏi, đừng sống làm toái mọi cho thân. Sống cho tánh Phật được gần, chứ theo lối sống xa lần Phật tiên. Làm người rất có duyên với Phật, người dễ tu hơn hết các loài. Vì nhiều dục vọng đeo đai, sống cho đến chết ít ai tu hành. Chết rồi muốn được sanh người lại, ấy khó khăn đâu phải dễ dàng. Cho nên lúc sống hiện đang ráng tìm đạo pháp giải oan sau này. Người cần tỉnh ngộ ngay lúc sống, người cần nên định chốn vãng sanh. Thành tiên thành Phật đáng thành, thành ma thành quỷ biết đành bỏ đi. Người bị đọa từ khi vô thì, trôi nổi luôn trong bể hồng trần. Giờ đây nếu chẳng quay chân, thì còn chịu kiếp làm phấn muôn loài. Kiếp xưa mất, kiếp nay cũng mất, phi kiếp luôn giữa cuộc tạm đời. Nhưng đâu mây kiếp làm người, kiếp người là phước nên hồi tâm đi. Muôn kiếp khó một kỳ gặp Phật, ngàn đời đâu mấy lúc nghe kinh. Nghe kinh gặp Phật không tin, biết bao giờ hết linh đinh trong trần. Một đời giác muôn thân thoát khổ, nhất kiếp mê vạn thuở đeo sầu. Mê không riêng đọa mình đâu, mà còn gây tội người bao quanh mình. Này đã bao kiếp sống tình cảnh ấy, kiếp này nên hối cải cuộc đời. Cho mình biển khổ khỏi rơi, cho người cũng khỏi hãm nơi thanh sầu. Tu sớm được nghiệp mau tan được, trông tới nơi nhờ bước đi nhanh. Mỗi ngày mỗi hẹp đường sanh, người mau tìm lối tu hành cho siêu. Đây còn nhớ lời kêu của Phật, trên đường đi trong giấc mộng vàng. Phật rằng kiếp sống thế gian như là khối tuyết dưới làn thái dương. Ra là việc tuyết đương chịu lấy, chết là điều người phải đeo đây. Vô thượng là kiếp trần ai, người mau tu để liên đài được lên. Chư Phật lúc chưa lên ngôi Phật, cũng say mê vật chất như đời. Nhưng nhờ quán chiếu tột nơi, bao nhiêu ô nhiễm ở trong người đều tan. Giác ngộ được vào hàng Phật được, mê si còn thì kiếp phàm còn.
kiếp phàm sống khổ sống mòn, vào hàng chữ Phật được tồn tại luôn. Đời nhiệm qua khó buồn nhất khắc, nhưng cố mày thì sắc nên kim. Tự thần chẳng để người im, con đường giải thoát phải tìm kiếm mau. Gương đạo ráng chùi lao được vẹn, cõi lành nên dùng quen cho xong. Đạo gương thay chủ nhân âm, cõi lành được trổ trái bóng bồ đề. Nhân ông thấy đường mê khỏi lạc, bồ đề khai bên giác được qua. Bồ đề cũng tự tâm ta, nhân ông cũng tự mình ra ráng tìm. Kho Phật Pháp sẵn niệm trong dạ, mái quyền vị có khóa nơi lòng. Chưa tìm được đạo chưa thông, khi tìm thấy được đạo không còn mờ, nên phản chiếu cho cơ đạo ngộ. Ráng hồi quang cho lộ tâm khai, quyết tu sẽ đắc có ngày đạo thành tựu được, nhờ đầy lòng tin. Tin Phật đã tu thành chánh quả, tin mình tu đạo cả sẽ thành. Tin xưa Phật cùng chúng sanh, Phật siêu kiếp được tin mình cùng siêu. Tin càng mạnh càng tiêu khiếp nhược, tin càng sâu càng được vững tâm. Có tin mới có dám làm, mà không tin phàm vẫn còn phàm như xưa. Tin rồi phải sớm trưa thực hiện, nếu tin xuống ý nguyện chẳng thành. Ta bà thế giới chúng sanh, muốn tu chân quả phải tin đầy lòng. Đời sâu đầy như giống như bầu, tu kém tin dễ đạo dễ nghiêng. Có tin mới có nhận kiên, đức tin là bước đầu tiên tu hành. Lòng tin có sự thành sẽ có, tu tin thành dù khó cũng tu. Sâu tin thành mới quá cụ, người tin thành mới đạo màu chứng nên. Có tin chắc mới bền chỉ tiếng, không thật tin dễ chuyện thối tâm. Có tin lầm mới sửa lầm, có tin đúng mới lo làm đúng thêm. Tin nhân quả mới kèm ác niệm, tin luân hồi mới kiếm siêu sanh. Tin rằng vạn sự tại mình, muốn về Phật quyết tu hành được ngay. Lòng tin ấy ai ai đang có, nhưng muốn lòng tin đó không lầm. Trước khi tin phải định tâm, xét không tà tịch luân trầm sẽ tin. Tin không xét muôn nghìn lầm lạc, tin biết suy mọi việc chu toàn. Chánh tà nhiều nẻo thế gian, nếu tin không xét dễ dàng đi sai. Sai một mối muôn ngày khó gỡ, lạc mấy dòng ngàn thuở không về. Chúng sanh mê vẫn còn mê, bởi tình sai lạc trăm bề từ lâu. Tin theo giả tưởng đâu là thật, cứ tin luôn đến mất linh căn.
không tin theo lối siêu thăng, lại tình theo lối khiến thân đọa đài. Khách trận vẫn trong ngày thoảng mòn, đời người luôn trong mầm nam khang. Hãy nên tự hỏi lòng ta, khi người hết thở sẽ ra vật gì? Thân rốt cuộc chẳng chi tồn tại, chớ vì thân làm hại cho đời. Biết dùng thân giúp mọi nơi, trong thân già của con người ấy chân. Chân thân có trong thân người già, nghi ở trần nhưng chẳng quá ra trần. Ấy người có ít đi muôn dân, cũng là người đáng tượng trưng Phật đài. Ước mong kẻ đời nay hôi qua, sống chân nhân trong giả tạm thân, tự thân tội được hết dần. Mà đời trượt cũng đổi lần ra thanh, chẳng gian ác chẳng sai tay hòa. Tội lỗi không phạt giả sẽ không, tin điều báo ứng chí công, ráng đem giống thiện gieo trong đời nay. Kiếp này ráng trần ai dứt khoát, cho ngày kia cởi hạt tiêu dao. Mười phương tự tiện ra vào ta bà khổ, chẳng điều nào trói trăng. Xưa tội mấy ăn năn sẽ hết, nay mê bảo quyết diệt sẽ tiêu. Sớm mà nhưng cái Phật chiều, người thành như vậy có nhiều từ xưa. Tâm không bông sớm trưa dễ biến, chánh tà nên tự chuyển lấy tâm. Để tâm phong túng thì lầm, mà cho tâm định tĩnh là mầm đạo minh. Tin lỗi được khiến mình lỗi được, tin đò đưa mới bước qua sông. Khó thành mà được thành công, ấy là tất cả do lòng tin sâu. Ý lời Phật mặc dầu rất khó, khó nhưng xưa Phật đã làm xong. Nay tin mình có thể tầm, tầm đường của Phật thoát vòng tử sanh. Sanh tử khỏi thì thành Phật được, khổ não tan thì bước liên đài. Bao nhiêu khoái lạc ngày mai, đều do công đức hiện nay tu hành. Tự người ráng trở thành tiên Phật, đừng tự người trở rất thú cầm. Kỳ thi của cả muôn năm, ráng leo lên chứ để trầm xuống luôn. Giống gặp lúc mưa tuôn gieo trung, lạc có sao theo đúng được ra. Bỏ sao lạc mãi rừng già, bỏ mùa mưa tức giống nhà khô khan. Một niệm Phật muôn ngàn duyên đầu, một điều lành phước bao trăm thiên. Muốn cho chinh phẩm mau lên, ráng thường niệm Phật ráng chuyên điều lành. Niệm Phật có lòng thành Phật đầu, làm lành không dĩ ngã phước tăng. Cho nên có thể nói rằng, cũng thời niệm Phật kẻ thắng người trầm.
những lời Phật để tâm xét kỳ, thấy bao nhiêu cũng chỉ vào tâm. Phật tiên tâm cũng là mầm, quỷ ma tâm cũng là làm nguyên nhân. Nóng như lửa khi sân nổ khởi, lạnh như đồng khi nổi ghét chê. Đeo như đĩa lúc ham mê, luồn như răng rít khi đe tiện lòng. Mày muôn biên qua ở trong tâm tràng, tâm người luôn sanh tán loạn hình. Nếu hình ấy lộ trên mình, chắc ai chẳng dám ngó nhìn đến nay. Tâm cứ loạn mỗi ngày như vậy, nhưng ít ai nhận thấy loạn tâm. Cứ theo tâm loạn mà làm, mà cứ ôm tâm loạn mà cam sống đời. Tâm loạn khiến cho thời thế loạn, loạn tâm không giới hạn người nào. Loạn tâm của kẻ quyền cao, càng gây đau khổ gấp bao người thường. Tâm loạn phải biết đương cử lại, tâm loạn luôn càng hại càng lầm. Mỗi người sớm được bình tâm, cuộc đời sẽ khỏi những mầm tan thương. Tâm loạn chẳng biết đường phải trái, loạn tâm làm cho thấy nghe sai. Lỗi lầm do loạn tâm gây, loạn tâm còn sẽ còn dài lao đao. Tâm người ráng làm sao hết loạn, để biết đường trực giảng Tây Phương. Để cùng sống có tình thương, không gây khổ những người đương sống cùng. Người không được thì chung ý nguyện. Bởi vì chưa hết chuyện loạn tâm, loạn tâm lầm chẳng biết lầm. Loạn tâm khiến nói đi làm khác nhau. Khổ não nhất khi sao động tánh ở tà, mà cho là chánh mới nguy. Ác nhân mà tưởng từ bi, theo tâm loạn ấy mà đi sai đường. Nhớ niệm định tâm vương Bồ Tát, trong những khi loạn lạc tâm mình. Nhớ đem chân lý chứng minh, khiến tâm loạn ấy được bình tĩnh ra. Bình tâm được mới là minh được, được minh tâm tội phước không lầm. Lúc nào cũng có chủ tâm, bao nhiêu ngoại cảnh khó xâm lấn vào. Quanh mình có biết bao sự vật, không bình tâm thiện ác khó phân. Mắt tay mũi lưỡi ý thân, khi tâm loạn chúng cũng lần loạn theo. Lục tặc có dịp theo từ đó, khiến lục căn sao ngõ không thông. Sống trong đời sống loạn lòng thế, cho đến chết cõi hồng khó ra. Người sợ gì trát hà tội ác, vì nhục thân vì các dục tình. Tham tài mến sắc háo danh, ấy từ trong loạn tâm sanh cho người. Người bị nó chìm nơi khổ hại, sống chết trong kiếp dài kiếp mê. Mà không biết chán biết ghê, bởi tâm loạn đã làm mê con người.
Nay gặp lúc thành thời vật chất, dễ loạn tay loạn mắt loạn lòng. Tinh thần đạo pháp nếu không, con người dễ bị cuốn trong màn đời. Nếu muốn khỏi luân hồi thêm nữa, ráng mở thông sau cửa đang che. Những điều Phật bảo nên nghe, tập trung tâm niệm hướng về liên quan. Trần lao ráng vượt ra cho khỏi, dây oan đời mau cởi mở xong. Con đường giải thoát một lòng kiếp này, có thể đi thông Phật đài. Tu có Phật chỉ bài không lạc, đi có người dẫn dắt không sai. Muốn tu thì phải tu ngay, đừng chờ đến mốt đến mai không rồi. Sớm tu để khổ đời sớm nhẹ, sớm tu cho nợ thấy mau tiêu. Nhìn đâu tay ách cũng nhiều, ráng tu để bớt những điều thảm thế. Sớm tu để khổ đời sớm nhẹ, sớm tu cho nợ thế mau tiêu. Nhìn đâu tay ách cũng nhiều, ráng tu để bớt những điều thảm thế. Tu cho kiết thần về trong sớm, tu cho hùng tinh trốn khỏi làng. Tu cho hết kẻ ác gian, tu cho nước thành nhà an dân lành. Này tu chẳng những được sanh Phật quốc, mà tu còn được phước tài trần. Giữa đời thiên hạ tranh phân, sự tu sẽ khiến tình thân phục hồi. Người tu lỗi qua rồi biết hối, và biết lo tránh tội về sau. Tâm lòng từ thiện biết trao, nên người tu đáng đề cao trong đời. Tu giác ngộ đúng lời Phật thanh, ấm cho đời như ánh thái dương. Sự tu của Phật chủ trương, độ người cùng khắp và thương khắp cùng. Tu là vốn để dùng giải khổ, giải khổ đời bất cứ chuyện gì. Đường tu người nếu chịu đi, ngày đau khổ sẽ đổi kỳ an vui. Vui nhân hồi, vui nơi Phật hồi, do đường tu làm mối giao liên. Dịp mai của vạn muôn niên, khổ nhiều nhưng có Phật duyên đời này. Nếu muốn có một ngày giải thoát, giờ phút này phải gấp tu hành. Nhất tâm niệm Phật làm lành, mặc dù ai có nói mình dại ngu. Gặp cơ hội đáng tu nếu bỏ, sao muốn tìm lại khó gặp thay. Huống đời khó biết ngày mai, đời khi lâm trận trở tay muộn màng. Việc sanh tử lẻ làng như chớp, mi cảnh khổ đau đầy nghẹt như nêm. Cuộc đời chẳng lúc nào êm, thấy vậy hả chẳng lo tìm đường tu.
Đường tu mới cứu người hết khổ, đường tu là con lộ siêu thắng. Đời như kẻ lạc hăng chẳng sự tu, như thể con đàn thoát thân. Khổ thảm bụi hạ quân gấp bồi, đời người như bọt nổi đậu gành. Muốn cho kiếp nhẹ hồng thanh, chỉ còn có cách tu hành mà thôi. Ráng đổi lại cuộc đời lương thiện, ráng đua nhau làm chuyện nhân từ. Ráng chừa tật sâu thoái hư, ráng trao tánh Phật trong người phàm phu. Nên rộng chi tu cho nhân loại, nên mở tâm bác ái đại đồng. Nên cùng sống có cảm thông, nên cùng sống có nghĩa trong con người. Cùng tạo cảnh an vui đất nước, cùng xây nền hạnh phúc dân sanh. Cùng cho nhau được no lành, cùng tương cứu khỏi cảnh tình khổ nguy. Hãy chỉ bảo nhau khi thất thủ, hãy thứ tha nhau chỗ lỗi lầm. Hãy cùng đối đãi thật tâm, hãy cho nhau có những mầm sống vui. Giúp nhau biết tình hồi trần mong, giúp nhau qua khỏi cổng diêm vương. Giúp nhau về Phật biết đường, giúp nhau nhẹ kiếp vô thường từ đây. Gieo thiện cảm chớ gây ác cảm, gieo vui đừng gieo thảm cho ai. Gieo lòng tương trợ đời này, gieo tình nhau quyết ra ngoài trần gian. Đoàn kết đổi tay nàng ra phước, đoàn kết xoay bạo ngược ra hiền. Kết đoàn đổi loạn ra yên, kết đoàn biến tục thành tiếng cõi đời. Đồng thinh gọi một lời giải khổ, đồng thinh kêu giác ngộ tâm mê. Đồng thinh lương thiện nhất tề, đồng thinh nhau một đời kề Như Lai. Người nào cũng ăn ngay ở thật, và người nào cũng đức cùng nhân. Ai ai cũng chỉ gây thân, không ai gây những oán hận cho ai. Đó những việc đời nay nên có, đó cũng là sơ bộ đường tu. Những điều ấy khó mặc dù, nhưng lòng người quyết thì đâu khó gì. Sống phải biết nghĩ khi mình chết, chết là điều chung kết đời người. Chết trong cảnh khổ hay vui, đều do thiện ác lúc người bình sanh. Lúc sống nếu biết dành khi chết, khi chết không thôi tiếc cuộc đời. Vì rằng chết để thành thơi, chứ không chết để luân hồi thế gian. Tuy mất xác không tan hồn được, nhờ biết tu trong lúc bình sanh.
bao nhiêu việc phước việc lành đều là diệu dược phép linh. Sau này sống khổ mấy chớ gây nhân ác, mến đời bao đừng chắc tâm trần. Tâm trần là mối đọa thân, ác nhân là gốc sanh muôn khổ đời. Nhớ Phật đã có lời chỉ dạy, ác nhân khi chết thấy ma kêu, thiện nhân chết thấy Phật diệu ác, thì đọa kiếp thiện siêu linh hồn. Nghe ma gọi thần hồn phách tan, thấy Phật diệu đường sáng cảnh vui. Ác nhân có quỷ đến lôi, thiện nhân có Phật có trời mời đi. Được tiếng Phật mời thì khoái lạc, bị quỷ ma lôi rất khổ đau. Vậy người ở cõi trần lao, chớ nên làm ác hãy mau làm lành. Làm việc thiện và sanh ý thiện, lấy kệ kinh làm kiến xoay tâm. Đừng cho tái phạm lỗi lầm, tất nhiên có Phật đến tầm ngày kia. Khoa không gặp đúng chìa khó mở, tu không hành đúng chỗ khó nên. Điều này ba tâm chớ quên, muốn về Phật phải xây nền từ bi. Từ bi có đường quy Phật có, từ bi không chỗ ngộ Phật không. Muốn lìa khỏi cõi trần hầm, mà lấy từ bi để soi thông con đường. Muốn thoát kiếp vô thường thông khổ, nên do đường tịnh độ mà đi. Nam mô Đà Phật A Di, bao nhiêu công việc từ bi ráng làm. Ham về Phật chớ ham ở thế, độ mình siêu độ mẹ cha siêu. Tình thương quyến thuộc càng nhiều, càng tu để cứu khỏi điều trầm luân. Đền trung hiếu bằng chân công đức, đáp nghĩa tình bằng sức tu hành. Tu hành công đức viên minh, hiểu trung sẽ vẹn nghĩa tình sẽ xong. Chẳng công đức tổ tâm cứu được, sức tu hành quyến thuộc độ qua. Muốn lìa cảnh khổ ta bà, phải công đức lớn phải là tu cao. Đức kém độ người đâu nhiều được, đò nhỏ không thể rước đông người. Đừng tu nửa thật nửa chơi, nên tu có chỉ độ đời thật to. Chi Phật chẳng riêng lo một kẻ, chi Phật là cho cả chúng sanh. Muốn tu như Phật đã thành nên, nói chỉ Phật mà hành không sai. Chỉ như Phật có ngài thành Phật, chỉ như phàm đến chết cũng phàm. Chỉ phàm việc đạo khó khăn, phải như chỉ Phật mới làm đạo xong. Chỉ Phật có đạo không thể hoài, chỉ Phật cao quỷ quay khó ngăn.
Đời nay tu niệm khó khăn, không nhiều chí Phật dễ dàng bỏ trôi. Chí Phật ở mỗi người tự phát, Phật không thay phát được cho người. Có tâm muốn giải thoát đời thì là chí Phật trong người phát ra. Muốn cứu vớt người ta hết khổ, chí Phật kia cũng có thể sanh. Cho nên những kẻ tu hành thường do giải thoát với tình từ bi. Tuy mạt pháp kiềm ngôn được thính, ấy nhờ duyên Phật vinh muôn xưa. Nếu cho là việc tình cờ, không tu thì chẳng bao giờ biết tu. Nãy tu một phước thu gấp mây, và đạo màu cũng thấy màu hơn. Khó tu trong buổi hạ quán, mà tu được ấy là chân lòng thành. Tu hành giữa lời danh câu nhữ, tu hành trong thế sự đua bơi. Vẫn tu không lụy theo đời, người tu ấy nhất định ngồi tòa sen. Tu không phải yếu hèn tâm lực, mà người tu mạnh nhất tinh thần. Vừa là tự trị được thân, vừa là thân các trở ngăn bên ngoài. Việc khó bỏ, bỏ ngay tức khắc. Việc khó làm được mới thôi. Quyết tâm không thể đổi dời, người tu cứng rắn hơn người không tu. Khi người có việc cầu tha thiết, thì tâm lòng cương quyết mạnh lên. Người tu sợ gì tu nên, nhờ lòng tha thiết tiến lên Phật đài. Tha thiết mới miệt mài cố gắng, tha thiết nên cay đắng không nào. Miệng là thỏa giả khát khao, dù hy sanh đến mực nào cũng vui. Lòng tha thiết trong người được vậy, tu thế nào cũng toại ý nguyện. Hỡi người muốn đến Hoa Liên, lòng tha thiết ấy phải liền trong tâm. Nên thường bữa âm thầm tưởng Phật, ráng ngày đêm tu tập tánh lành. Chọn nghề sống thiện sống thanh, chớ nên sống ác sống tánh con người. Các việc phúc lợi đời ráng tạo, những điều không ngay thảo chớ làm. Làm người nhân đạo cho kham, tu hay là chẳng phải hàng nhà tu. Sống có nghĩa mặc dù sống khổ, ở có nhân tuy ở loạn thời. Nghĩa nhân chẳng xấu cho đời, nghĩa nhân chỉ tốt cho người mà thôi. Lời nhân nghĩa là lời đáng kính, chuyện nghĩa nhân là chuyện đáng thương. Không ai kinh thư bất lương, không ai thương kẻ trái đường nghĩa nhân. Kha lấy nghĩa kết thân xã hội, nên đem nhân sự đôi xóm làng. Có nhân nghĩa có dịu dàng, khô khan nhân nghĩa khô khan người đời.
Nhân nghĩa khiến vui tươi cuộc sống, nhân nghĩa làm ấm nóng lòng dân. Nơi nào coi rẻ nghĩa nhân, tức nơi ấy sống khó khăn trăm đường. Nhiều người nghĩa phố phường trật tự, nhiều người nhân thế sự an hoàng. Dù người khác nước khác gia, nhưng đều nhân nghĩa vẫn là như nhau.